chương 21 Đêm khuya nói chuyện Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thái tôn lý cơ nịnh tổn thương lễ bộ thượng thư sự tình Trong nháy mắt trong cung nổ lên nồi Từ hoàng đế cho tới cung nữ thái giám Không một không vì chi rung động Đường đường quan lớn, đương đại đại nho Đức cao vọng trọng lễ bộ thượng thư đầu bị u đầu sức tráng rồi Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ a. À cố cẩm niên vốn định giữ xuống tới nhìn xem tình huống đáng tiếc là trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy mình lưu lại không tốt cưỡng ép bị mẫu thân ninh nguyệt công chúa mang đi chờ trở lại cố gia về sau mẫu thân mình lý thị thì tiến về chính điện đem cung nội sự tình cáo tri lâm dương hầu cố cẩm niên thì là mình trở lại trong phòng nghỉ ngơi trở lại trong phòng cố cẩm niên thuần thục lấy giấy bút chuyện đã xảy ra hôm nay để hắn hiểu được mấy cái đạo lý vừa đến mình bây giờ thanh danh hoàn toàn chính xác không tốt, không chỉ là tại dân gian, tại quan viên ở trong chỉ sợ cũng rất dở. Lễ bộ thượng thư dương khai chính là đương đại đại nho, lại nắm giữ thực quyền, loại người này nếu là lật ngược phải trái đen trắng, hoàng đế đều sợ, huống chi chính mình. Thanh danh loại vật này, muốn nhìn thân phận, thân phận càng cao, càng đến quan tâm thanh danh, nhất là tương lai muốn đi vào triều đình. Chuyện này rất trọng yếu. Mình nhất định phải rửa sạch quan khuất, còn mình một cái trong sạch bằng không mà nói về sau phiền phức lớn hơn thứ hai bây giờ cũng coi là đắc tội thái tôn mặc dù nhìn như là hài đồng ở giữa trò đùa nhưng vô luận như thế nào mình rước lấy phiền phức chuyện này nhất định phải nhớ kỹ trong lòng nếu như về sau tiếp tục chuyển biến xấu vậy mình chỉ có thể nghĩ biện pháp khác cái này còn tốt thời gian ngắn ngủi ảnh hưởng không lớn thứ ba chính là đại hạ thư viện lễ bộ thượng thư đã đem lời nói rất rõ ràng, chờ mình tới đại hạ thư viện, liền muốn chậm rãi thu thập mình. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, Dương Khai đã cùng đại hạ thư viện người đánh tốt chào hỏi, mình nếu là tại đại hạ thư viện phạm một sai lầm, kia đoán chừng chính là đổ ập xuống mắng. Không chừng sẽ còn động thủ, điểm này cũng muốn hảo hảo chú ý, để phòng vạn nhất. Coi như còn có 20 ngày tả hữu, đại hạ thư viện liền muốn bắt đầu. Cái này trong 20 ngày, nhất định phải dốc lòng đọc sách, nhìn xem cổ thụ có thể mang đến vật gì tốt." Cố Cẩm Niên trong lòng thầm nhủ nói. Hắn đem tình cảnh trước mắt mình vấn đề viết xuống dưới ba cái chủ yếu vấn đề. Kỳ thật còn có một vấn đề, đó chính là năm nước sự tình. Chỉ bất quá, chuyện này tạm thời không có bất kỳ cái gì đầu mối, cũng có thể là cái hiểu lầm, mình suy nghĩ nhiều. Lắc đầu, Cố Cẩm Niên không có tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì bưng lên sách thánh hiền, liền bắt đầu đọc. Cùng lúc đó, cố cẩm niên cũng tiến vào trong đầu, quan sát cổ thụ, nhìn qua mới mọc ra oán khí quả, giật giật ý niệm. Lập tức trái cây rớt xuống. Viên này oán khí quả, đến từ đại hạ hoàng đế, nhưng lại so trước đó phải lớn mấy lần, cái này xác nhận một điểm, địa vị càng cao, hoặc là cảnh giới càng cao, sinh ra oán khí thì càng nhiều. Theo trái cây rớt xuống, kim sắc quan mang tràn ngập rất nhanh lại là hai tấm cổ phù xuất hiện. Chân ngôn tử mẫu phù nương theo lấy cổ phù xuất hiện, một đạo tin tức cũng xuất hiện tại cố cẩm niên trong đầu. Lại là cái đồ chơi này. Cố cẩm niên có chút tắt lưỡi, tấm bùa này có chút cổ quái, không theo sáo lộ ra bài, không phải nói dáng tấm bùa này, đối phương liền nói nói thật. Mà là dáng tấm bùa này về sau, đối phương vô luận nói cái gì, chính mình cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng là thật là giả, cho nên mẫu số phù cùng tử phù. Tử phù dán tại trên người đối phương, mẫu phù có thể cảm ứng ra tới. Cái đồ chơi này, nói xong không được tốt lắm, nhưng nói xấu cũng không xấu. Nếu như thiếp đối người, vậy vật này có giá trị không nhỏ, có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Chính thể tới nói, là một kiện đồ tốt. Về sau mình thật tòng chính, vô luận là cấp trên vẫn là phía dưới người, đụng phải khó giải quyết thiếp một trương, rất nhiều chuyện liền rõ ràng hữu dụng chỉ bất quá cố cẩm niên càng hy vọng đến điểm tính thực chất đồ vật dù sao mình hiện tại ngoại trừ gia đình bối cảnh tốt bên ngoài cái khác đều rất phẳng bình không có gì lạ cho nên mới không có như vậy hưng phấn nhưng không thể không nói chính là hoàng đế oán khí chính là nhiều a à, tùy tiện dày vào một điểm liền có thể đạt được ban thưởng cố cẩm niên thầm nghĩ trong lòng giống như đây thời gian từng chút từng chút quá khứ một mực qua hai canh giờ. Vạn lại câu tỉnh. Toàn bộ hầu phủ vô cùng an tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều ít đi rất nhiều. Trong phòng. Một chiếc thanh đăng làm bạn, cố cẩm niên nghiêm túc đọc sách. Từng sợi tài hoa tràn vào thể nội. Số lượng không nhiều, nhưng thắng ở tiếp tục. Cố cẩm niên cũng không phải là vì tài hoa mà đọc sách, mỗi một quyển sách hắn đều cực kỳ chăm chú đi đọc, sau đó đi tìm hiểu ý tứ từ đó thu hoạch đạo lý. Cũng chính bởi vì vậy, mới có từng sợi tài hoa tràn vào thể nội. Bằng không, sao có thể có thế chỉ riêng đọc sách liền có thể ngưng tụ tài hoa? Trọng điểm là học. Ước chừng giờ sử. Cố cẩm niên cảm thấy rã rời, hắn đem một bản đại nho chỗ lấy thư tịch buông xuống, thở ra thật dài khẩu khí. Coi như, hắn đã 23 canh giờ không có ngủ. Liên tục 2-3 ngày không ngủ, tràn đầy ủ rũ. Bất quá lần này đọc xong quyển sách này, thu hoạch không nhỏ, đã minh bạch một chút tư tưởng đạo lý, cũng tăng lên bộ phận tài hoa. Những này tài hoa toàn bộ tràn vào cổ thụ bên trong, sắp hình thành nho đạo trái cây. Đi ngủ. Đứng dậy duỗi lưng một cái, cố cẩm niên dự định đi ngủ, nhưng lại tại lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Niên nhi. Thanh âm vang lên. Cố cẩm niên giật mình, đem ánh mắt nhìn lại, phát hiện là da da mình cả người đều tê. Gia Gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Cẩm Niên hoàn toàn chính xác có chút nha, hơn nửa đêm đột nhiên đến người tại gian phòng, mây Cố Cẩm Niên có chút định lực, không phải trực tiếp quỷ kêu đi lên. Niên nhi, xem ra ngươi thật sự có giác ngộ, có thế khổ đọc được đêm khuya, Gia Gia coi là thật vui mừng, sau ngươi mấy cái kia không có tiền đồ thúc thúc thật tốt hơn nhiều, không hổ là cháu của ta. Cố Nguyên lên tiếng, hắn mặt mũi tràn đầy hiền lành, trong mắt cũng tràn đầy vui sướng kiêu ngạo. Hắn một canh giờ liền đến, chỉ bất quá phát hiện Cố Cẩm Niên đang đi học, không có quấy rầy thôi. Như thế lời nói thật. Cố Cẩm Niên nhẹ gật đầu, hắn rất tán thành gia gia mình câu nói này. Cố Nguyên. Cái sau hiển nhiên không nghĩ tới, Cố Cẩm Niên sẽ như vậy không muốn mặt, mình khen một câu, Cố Cẩm Niên vậy mà không chút khách khí đáp ứng tới, mà cùng lúc đó một đạo rất nhỏ oán khí chui vào Cố Cẩm Niên thể nội gia gia ngày đêm khuya tìm ta là có chuyện gì không cố cẩm niên nhìn qua cố nguyên đêm hôm khuya khoắt tìm đến mình khẳng định là có chuyện chỉ bất quá cố cẩm niên có chút hiếu kỳ không biết là chuyện gì niên nhi a à? hôm nay thái tôn nệnh tổn thương dương khai sự tình là ngươi chỉ điểm a à? cố nguyên lên tiếng hắn sắc mặt bình tĩnh a à, ta không biết à? a gia gia là ai ở phía sau cáo trạng cố cẩm niên một mặt kinh ngạc hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận việc này a. À. Dù sao nội nhất định là Lý Cơ Cổng. Cố Cẩm Niên không ngốc, tuyệt không thẳng thắng. Gia gia không phải đến hưng sư vấn tội. Ngươi cũng chớ gấp lấy phủ nhận. Gia gia hôm nay tới là muốn nói với ngươi mấy câu. Lần này hành vi, ngươi đã đắc tội Dương Khai, chúng ta Cố gia mặc dù không sợ, nhưng qua ít ngày ngươi liền muốn đi Đại Hạ thư viện. Đi nơi nào? gia gia cho dù lại nghĩ bảo hộ ngươi cũng khó. Nhưng ngươi không thể không đi, cho nên ngươi nhất định phải học thông minh một chút, mặc kệ làm chuyện gì, nhất định phải chú ý cẩn thận, không nên bị người cầm xuống đầu để câu chuyện. Nếu như đám kia lão gia hỏa thực có can đảm khi dễ ngươi, ngươi trở về cùng gia gia nói, gia gia sẽ giúp ngươi xuất thủ, nhưng bất kể như thế nào, trước chiếm lý, chỉ cần chiếm lý, có gia gia tại, sẽ không để cho ngươi chịu một chút ủy khuất, ngươi hiểu chưa? Cố Nguyên chậm rãi nói, tại chăm chú dạy bảo Cố Cẩm Niên. Hiển nhiên, Đại Hạ Thư Viện xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn phức tạp nhiều, ngay cả Trấn Quốc Công đều không thể nhúng tay vào đi, không thể không nói Đại Hạ Vương Triều Nho sinh địa vị chính là Cao A. Đương nhiên, cái này cùng quốc gia thế cục cũng có lớn lao quan hệ, không phải chiến tranh trong năm, tướng lĩnh địa vị, đích đích sát sát không cao. Gia Gia Ngài yên tâm, ngâm nước sự tình về sau, Tôn Nhi đã hiểu chuyện, biết làm như thế nào xử sự. Cố Cẩm Niên nhẹ gật đầu. Đạt được câu trả lời này, Cố Nguyên cũng rất hài lòng. Niên nhi, ngươi có thể trả lời như vậy, già già rất vui mừng. Còn có, tuyệt đối không nên trách ngươi cha, hắn lưng đeo rất nhiều thứ, ngươi bây giờ còn không biết, nhìn như đối ngươi nghiêm khắc, nhưng không có người không thương đời sau của mình. Niên nhi à, có một số việc, già già cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi, ngươi nhất định nhất định phải nhớ kỹ, đi học cho giỏi tuyệt đối không nên hoang phế việc học có một số việc đương nhẫn thì nhẫn chỉ cần ngươi có công danh hết thảy dễ nói còn có lần này đi đại hạ thư viện ngươi lục thúc giúp ngươi mời người đến hắn có thể đến giúp ngươi rất nhiều có chỗ nào không hiểu hỏi nhiều hỏi hắn cố nguyên ngữ trọng tâm trường nói những lời này có vẻ hơi không hiểu thấu nhưng cố cẩm niên lại nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác rất nhiều thứ chính mình cũng không biết Nhất là trên triều đình thế cục, triều đình sâu như biển, không bước vào, đến cùng như thế nào ai cũng không biết. Nhưng mình gia gia nói mỗi câu lời nói, đều là lời vàng ngọc. Chỉ bất quá, phải một người đến giúp mình, để cố cẩm niên có chút hiếu kỳ. Gia gia. Tôn Nhi nhất định nhớ kỹ. Bất quá, phải ai tới giúp ta a? À? Cố cẩm niên hơi có vẻ hiếu kỳ nói. Một vị đại tài. Chờ đại hạ thư viện chiêu sinh ngày hắn sẽ tìm đến ngươi. Được rồi, Niên Nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng mệt nhọc, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Cố Nguyên không có nói rõ là ai, chỉ là để cố cẩm Niên nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong lời này, liền rời đi trong phòng. Gia Gia đi thông thả. Đợi Cố Nguyên rời đi sau. Cố Cẩm Niên thoáng trầm mặt một phen, một lát sau, phân phó hạ nhân đánh tới nước nóng, đơn giản rửa mặt, liền nằm trên giường ngủ mà cùng lúc đó từ trong phòng rời đi cố nguyên một thân một mình đi tới chính điện ở trong giờ này khắc này cố cẩm niên lục thúc cố ninh nhai thân ảnh xuất hiện ở nơi này ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chính kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22 Cẩm niên, ngươi lục thúc tới. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Quốc công phủ Trong chính điện Theo trấn quốc công đến, cố cô ninh nhai cũng chậm rãi hiển hiện. Hắn hất lên cá chuồng bào, eo buộc tú xuân đao, khuôn mặt bình tĩnh, ở chỗ này chờ đợi lão gia tử xuất hiện. Điều tra rõ ràng sao? Cố lão gia tử lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh như nước. Cha, hài nhi vô năng, cũng không có điều tra ra kết quả gì. Cố ninh nhai cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Chỉ là cố lão gia tử không trách tội hắn, mà là ngồi tại trên ghế bành. Điều tra không ra cũng bình thường. Dám xuống tay với niên nhi, hiển nhiên làm đủ công phu, chuyện này liên lụy rất lớn, có người hy vọng chúng ta cố gia náo. Vạn hạnh chính là, niên nhi không có trở ngại, bằng không, mới thật sự là phiền phức. Cố nguyên không thèm để ý có hay không điều tra ra được. Chuyện này tuyệt không đơn giản. Cha, ngài coi là thật cho rằng là có người muốn gia hại Cẩm Niên. Toàn bộ Kinh đô, không ai có dạng này lá gan a. À. Cố Ninh Nhai khẽ nhíu mày, từ khi cố Cẩm Niên xảy ra chuyện về sau, hắn liền vô cùng lo lắng chạy về Kinh đô. Cũng ngay đầu tiên điều tra cố Cẩm Niên ngâm nước sự tình, nhưng tra tới tra lui sửng sốt tra không được một điểm manh mối mới có thể như vậy nghi hoặc nói nhảm cẩm niên thể chất ngươi chẳng lẽ không biết ném vào trong nước nửa canh giờ cũng chìm bất tử huống chi chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian còn nửa hắn bệnh nặng một trận cùng ngâm nước có liên quan gì nhất định có âm mưu có người tại nhằm vào cố gia mà lại rất có thể cùng trong triều đình một ít người có quan hệ cố nguyên lên tiếng âm thanh lạnh lùng nói cố cẩm niên ngâm nước sự tình có quá nhiều chân ngựa lộ ra rất nhiều nơi không cách nào tự viên kỳ thuyết nếu là đằng sau không có người hắn thật không tin Cha, ngươi nói sẽ có hay không có một loại khả năng a à? cố ninh nhai mở miệng nhìn lấy mình lão gia tử cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng chỉ là nói còn không có nói tiếp đi cố nguyên lập tức lên tiếng ngăn lại không cần loạn đoán điều tra ra chứng cứ lại nói còn có bạch hồng quán nhật sự tình huyền đăng ti điều tra ra cái gì sao? Cố Nguyên tiếp tục hỏi. Hồi bẩm phụ thân, Bạch Hồng quán nhật sự tình, giam thiên ti đã cho trả lời chắc chắn. Triều Đình muốn nên đón một vị người đại gian, bệ hạ đã hạ chỉ, để lại bộ thượng thư từ trọng tuyển nhổ quan viên, có thể muốn sớm kinh xem xét. Cố Ninh Nhai cho trả lời. Ân. Ừ. Đã giam thiên ti đã đam hạ tới, chuyện này có thể không động vào không động vào, việc này cũng không phải tiểu khả gần nhất triều đình đấu tranh càng thêm kịch liệt quay đầu nói cho ngươi mấy cái kia huynh trưởng để bọn hắn những ngày này ổn định một chút cố gia tuyệt đối không thể làm cái này chim đầu đàn đi nhầm một bước chính là vực sâu vạn trường hiểu chưa cố lão gia tử ý vị thâm trường nói minh bạch cha ngài yên tâm hài nhi tâm lý nắm chắc cố ninh nhai nặng nề mà nhẹ gật đầu hắn mặc dù nhìn chơi bời lêu lỏng khả năng tiếng huyền đăng tiên người Tâm tư tỉ mỉ, giỏi về ngụy trang thôi. Bất quá cha, có người hay không âm thầm hại cẩm niên trước thả một bên, lễ bộ thượng thư như vậy hành vi, đã không cho chúng ta cố da mặt mũi. Để cẩm niên ngâm nước còn chưa tính, quay đầu lại vu oan giá họa, chúng ta liền thật nén giận. Theo nhi tử ý tứ, trực tiếp tìm hắn để gây sự, gọn gàng, sợ bọn họ làm gì. Cố ninh nhai có chút phẫn nộ nói. Từ khi biết được cố cẩm niên không có mở miệng đùa dẫn trước đây, toàn bộ cố gia liền ổ một đám lửa. Chỉ tiếc cái này đoàn lửa bị lão gia tử ngăn chặn, để bọn hắn thật sự là không tốt phát tiết. Cố gia chưa từng có sợ qua người khác. Cái này sổ ngươi cầm. Để huyền đăng ti âm thầm điều tra, nắm giữ chứng cứ về sau, từng cái đem bọn hắn truy nã. Cố lão gia tử bình tĩnh lên tiếng, đồng thời xuất ra một phần danh sách. Cái sau tiếp nhận danh sách, tùy ý lật ra sau đó trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc danh sách bên trên ghi chép mấy trăm cái danh tự có trong triều thần tử cũng có các nơi thế gia hoặc quan viên nhưng những người này đều là quan văn một mạch cái này nếu là toàn bộ bắt được không thể nghi ngờ là đối quan văn tập đoàn một lần trọng thương a cha toàn bắt sao giờ này khắc này cố ninh nhai không khỏi tắt lưỡi dù sao danh sách bên trên xếp hạng trước ba thế nhưng là quan to tam phẩm a thậm chí có một cái càng là tương lai lục bộ thượng thư cái này nếu là toàn bắc đại hạ triều chính đều muốn vì đó kinh động quả thực kinh khủng không phải đâu chẳng lẽ lại thật sự cho rằng chỉ là một cái thẳng ghi chép danh ngạch liền có thể ngăn chặn cố gia miệng không nói trước danh ngạch đã tới tay cho dù là không tới tay cố gia cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ vi phụ đã để đại ca ngươi chuẩn bị tấu chương chỉ cần huyền đăng ti tra ra chứng cứ danh sách bên trên mỗi người, đều phải chết. Hiểu chưa? Cố lão gia tử thần sắc lạnh lùng nói. Cha, hài nhi minh bạch là minh bạch, nhưng vạn nhất không phải bọn hắn làm đây này. Cố ninh nhai nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là kinh ngạc, dù sao vạn nhất sai lầm đâu. Không phải cũng không phải là. Lão lục, nhớ kỹ cho ta, nếu là không hung ác, chuyện giống vậy, lần sau sẽ còn phát sinh. Ta muốn chính là cả triều xôn sao, muốn chính là văn thần giận dữ là bọn hắn trong bóng tối làm tay chân chính là phản kích không phải bọn hắn trong bóng tối cũng là cảnh cáo muốn để bọn hắn biết cẩm niên chỉ là kém chút bỏ mình cố gia liền như vậy xuất thủ nếu là cẩm niên thật bỏ mình không ai có thể tiếp nhận như vậy lửa giận còn có bây giờ bệ hạ đã hạ lệnh sự trị tiếng đồn của ngoại giới hiện tại cũng đến phiên chúng ta cố gia xuất thủ cũng đi tản chút ngôn luận chế tạo cân bằng điểm này ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu cố lão gia tử găng từng chữ đèn đuốc phía dưới lão gia tử khuôn mặt âm trầm lại nghiêm túc hài nhi minh bạch nghe đến đó cố ninh nhai nhẹ gật đầu điều khiển dư luận điểm ấy huyền đăng ti sở trường nhất quan văn dựa vào là thiên hạ người đọc sách huyền đăng ti dựa vào là thì là du côn lưu manh tùy tiện tham gia điểm âm mưu luận ở trong đó phong bình lập tức chính là lưỡng cực phân hóa mà cố lão gia tử thoáng thu liễm lần này nghiêm túc ngược lại hỏi thăm một chuyện khác còn có người kia đáp ứng chúng ta yêu cầu sao cố lão gia tử tiếp tục hỏi vừa nhắc tới cái này cố ninh nhai có chút sắc mặt phát khổ nói cha tên kia khó chơi ta hoài nghi hắn đầu óc có vấn đề còn nữa nếu là tự mình đem hắn phóng xuất ta cũng không tốt giao nọc à cố ninh nhai có chút khó chịu nói đã để ngươi thả ngươi liền cho ta thả cái gì có quy củ hay không đây là bệ hạ thủ lệnh ngươi đi huyền đăng ti một chuyến cùng tên kia nói nếu là tra ra chân tướng thả hắn tự do cố lão gia tử có chút tức giận mắng một câu về sau lại từ trong ngực xuất ra một khối thủ lệnh giao cho cố ninh nhai chiếm được lệnh cố ninh nhai lập tức mặt mày hớn hở vậy được bất quá cha ta cảnh cáo nói phía trước nếu là hắn còn không nguyện ý đến ngài đừng đem hỏa khí vung trên đầu ta ngài nếu là khi dễ như vậy ngươi vậy sau này đừng nghĩ tìm ta giúp ngươi làm việc cố ninh nhai một mặt chân thành nói lăng cố lão gia tử một cước đạp tới không thèm để ý chính mình cái này nhi tử chịu một cước cố ninh nhai cũng không hiện khó chịu xoa xoa trên mông xám trực tiếp trượt đi tìm cố cẩm niên đàm chút chuyện đợi cố ninh nhai sau khi đi cố lão gia tử lẳng lặng ngồi trong chính điện không biết nghĩ cái gì. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, lại là một bóng người xuất hiện, là Lâm Dương hầu Cố Thiên Chu, Cố Cẩm Niên phụ thân. Toàn bộ cố gia, trụ cột vẫn là cố lão gia tử, nhưng thân là quốc công đứng đầu, chỉ cần không phải cái đại sự gì, cố lão gia tử đều không cần đi tham gia sớm hội. Những này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, thì toàn bộ từ cố Thiên Chu đi xử lý. Dù sao cố lão gia tử đích đích sát sát già cần cho người trẻ tuổi một cái sân khấu. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Thiên Chu cơ hồ từ sớm bận đến muộn, lại thêm cùng Vĩnh Thịnh Hoàng đế quan hệ vô cùng tốt, thường xuyên trong cung xử lý sự vụ, khó mà chiếu cố đến Cố Cẩm Niên. Đối với mình người trưởng tử này, Cố Lão Gia Tử trong lòng vẫn còn có chút ấy nấy. Dù sao hắn tiếp nhận áp lực lớn nhất, cũng là mệt nhất nhất hiểu chuyện. Nhưng rất nhanh, loại này cảm khái trong nháy mắt không có. Cha, ngài nhìn một cái đây là chuyện gì? Ninh Nguyệt thế mà vùng trộm đem cẩm niên đưa đến trong cung đi. Còn tự thân hướng bệ hạ cáo trạng, để bệ hạ vì cẩm niên giải oan. Cái này cũng coi như xong, cẩm niên cái này tiểu vương bác đảng, còn dám xúi dục thái tôn điện hạ, để người ta lễ bộ thượng thư đầu đập bể. Đây không phải vô pháp vô thiên sao? Cha, việc này ngài có quản hay không, ngài mặc kệ ta tới, ta cũng không tin, Tiểu vương Bác đảng này thế mà còn dám như thế vô pháp vô thiên." Cố Thiên Chu thanh âm vang lên, ngôn ngữ ở trong đối Cố Cẩm Niên tràn đầy oán khí. Nhưng thốt ra lời này xong, Cố lão gia tử chính là một bàn tay đánh vào Cố Thiên Chu trên đầu. "Ngươi hô ai tiểu vương Bác đảng? Niên nhi nếu là tiểu vương Bác đảng, vậy lão phu tránh không được lão vương Bác đảng. Còn có, ít tại trước mặt lão phu giả vờ giả việc, ngươi bỏ được đánh ngươi đứa con báo kia?" ngươi ngay cả bà nương đều không quản được còn tại trước mặt lão phu chứa vào cố lão gia tử có chút tức giận nói con trai mình trong lòng đang suy nghĩ gì hắn không có khả năng không biết cha ngươi đây là ý gì ta cái gì gia đình địa vị ngươi không biết vừa nhắc tới bà nương cố thiên chu lập tức liền kiên cường đi lên cái đề tài này hắn nhất định phải hảo hảo giảo biện giảo biện ngậm miệng cố lão gia tử hừ lạnh một tiếng một nháy mắt Cố Thiên Chu không phản đối. Được rồi, cụ thể là chuyện gì, nói nhanh một chút. Cố Lão Gia Tử lên tiếng, không thèm để ý Cố Thiên Chu. Sự tình ngược lại không có việc gì. Chủ yếu là cẩm niên xui khiến Thái Tôn Điện hạ nệnh tổn thương Dương Khai, việc này không tốt giải quyết tốt hậu quả. Còn nữa, Thái Tử bên kia cũng không tốt bàn giao. Cố Thiên Chu ngượng ngùng nói. Có cái gì tốt bàn giao không tiện bàn giao? người cố gia làm việc, ngoại trừ thánh thượng bên ngoài, còn cần cho ai bàn giao. Thái tôn bản thân liền ngoan cố, cũng là bị làm hư, đánh một trận phù hợp, thái tử nếu là không phục, để hắn tìm đến lão phu, lão phu khi hắn mặc quốc hắn nhi tử dừng lại. Về phần dương khai, nữ nhi của hắn đẩy cẩm niên vào nước sự tình, chẳng lẽ cứ như vậy mở ra. Cố lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói. Cha! Ngài lời này ngược lại không có vấn đề gì, thái tử bên kia ta đi đi một chút cũng không có gì nhưng dương khai không được a à, hắn dù sao cũng là đại hạ thư viện viện trưởng lần này cẩm niên hành vi tất nhiên trêu chọc đến hắn chờ cẩm niên đi đại hạ thư viện đây còn không phải là các loại làm khó dễ cố thiên chu có chút buồn bực thái tử hắn cũng cảm thấy không quan trọng dù sao thái tôn tinh nghịch rút dừng lại liền rút dừng lại nhưng dương khai liền khá là phiền toái qua không được bao lâu cố cẩm niên liền muốn đi đại hạ thư viện bây giờ hai nhà quan hệ bản thân liền không tốt hiện tại theo cố cẩm niên như thế nháo trò đoán chừng càng không tốt cũng không có gì hắn dương khai có lá gan lớn như trời cũng không dám nhằm vào niên nhi thật mặc vào tiểu hài có thế có biện pháp nào ai bảo chúng ta cố gia không có người đọc sách còn nữa không có chuyện hôm nay dương khai liền sẽ không tìm cẩm niên phiền phức Cố Lão gia tử một phen để cố Thiên Chu trầm mặt. Qua một lúc lâu, cố Thiên Chu không nói lời nào, mà cố Lão gia tử minh bạch cố Thiên Chu ý tứ, lập tức ngữ khí thoáng hòa hoãn nói: Thiên Chu, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng cũng muốn cân nhắc thực tế. Cẩm Niên không phải loại ham học, ngươi vì hắn làm ra Đại Hạ thư viện thẳng ghi chép danh ngạch, đã là tận tâm tận trách, cũng không phải loại ham học, hắn cũng không phải là loại ham học người ép buộc cẩm niên đi đọc sách với hắn mà nói không nhất định là chuyện tốt cố lão gia tử lên tiếng mà cố thiên chu lại lắc đầu cha cẩm niên đứa nhỏ này thông minh phu tử tán dương qua đơn giản chính là cùng thà nhai bọn hắn học cái xấu thôi tiễn hắn đi đại hạ thư viện hảo hảo buộc hắn một thanh cố gia cần một vị người đọc sách không chỉ có thể bảo trụ cố gia cũng có thể bảo vệ hắn chính mình cha ngài liền để ta tự tư một lần đi Cẩm Niên nếu là hận ta, vậy liền để hắn hận, ta thà rằng để hắn thống khổ ba năm này, cũng tuyệt không nghĩ hắn hối hận cả một đời. Cố Thiên Chu có chút cố chấp, nói lời nói này thời điểm, thần sắc cũng hết sức nghiêm túc. Nói đều nói đến đây. Cố lão gia tử cũng thoáng có vẻ hơi trầm mặt. Một lát. Cố lão gia tử bất đắc dĩ thở dài nói. Vậy liền theo ý ngươi tới đi. Chỉ là, đọc sách khối này, ngươi cũng chớ có có cái gì kỳ vọng quá lớn. đều là ta loại, để các ngươi ra sân đánh trận. Cố gia không có một cái sợ, để các ngươi đọc sách viết chữ. Ai? Cố lão gia tử thở dài. liên quan tới điểm ấy hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cố gia liền không khả năng ra một vị người đọc sách. đối với câu nói này, cố thiên chu bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhưng đáy lòng vẫn là không nhịn được lầm bầm vài câu. bất quá nhớ kỹ vô luận như thế nào, đừng quá mức tại nhượng bộ. Cố gia còn có một cơ hội, bắt lấy cơ hội lần này, nhưng lại kéo dài đời thứ ba, các không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đến giờ khắc này, cố lão gia tử thần sắc vô cùng chăm chú. Nâng lên một chuyện rất trọng yếu. Hài nhi minh bạch. Cố thiên chu nhẹ gật đầu, hắn biết mình lão gia tử lời nói này ý tứ. Mà cùng lúc đó, thế tử chỗ ở cố ninh nhai thanh âm chậm rãi vang lên cẩm niên ngươi lục thúc tới nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên để sắp chìm vào giấc ngủ cố cẩm niên bỗng nhiên tỉnh lại ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chính kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Đại hạ thứ nhất thần thám Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách theo lục thúc thanh âm vang lên. Cố cẩm niên không khỏi từ trên giường đứng dậy. Đẩy cửa phòng ra. Cố ninh nhai cười hì hì khuôn mặt liền hiện lên ở trước mắt. Lục thúc. Sao ngươi lại tới đây? Cố cẩm niên hiếu kỳ về nhà một chuyến thuận tiện tới nhìn ngươi một chút cẩm niên ngươi thật là mạnh thế mà có thể đem lễ bộ thượng thư u đầu sức tráng có ngươi thúc nằm đó ba phần bộ dáng a cố ninh nhai cười hì hì đi vào trong phòng không chút nào keo kiệt địa tán dương thúc nói trước lễ bộ thượng thư bị u đầu sức tráng không quan hệ với ta là thái tôn điện hạ dũng mãnh cố cẩm niên lắc đầu hắn không tiếp cái này nội nấu không có quan hệ gì với hắn tại ngươi thúc trước mặt còn giả trang cái gì? Bất quá, Thái Tôn cũng là thật quá ngu, cái này giờ cũng bên trên. Cung bên trong truyền tin tức, ngươi biết Thái Tôn là kết cục gì sao? Cố ninh nhai vào phòng sau rất tùy ý địa rót cho mình chén trà, nói đến chuyện này. Kết cục gì? Cố cẩm niên tò mò. Bị thái tử gia dáng tại dưới cây rút da thịt tét chỉ, về sau bệ hạ tới, tiếp lấy lại rút nửa canh giờ. Nghe trong cung người nói, liền ngay cả một mực cưng chiều thái tôn điện hạ hoàng hậu nương nương, lần này đều tức ngất đi. Mà lại cách ngoài hoàng cung nghe nói đều có thể nghe được thái tôn điện hạ tiếng kêu trên. Cẩm niên, về sau không có chuyện, ngàn chớ cùng thái tôn điện hạ đi quá gần, gia hỏa này hẳn là nhớ ngươi tử thù. Cố ninh nhai bình tĩnh nói. Đánh thảm như vậy. Cố cẩm niên có chút tắt lưỡi, nói thật đây cũng không phải là đặc biệt lớn gì sự tình đi, nhiều nhất xem như trẻ con tuổi nhỏ cần ác như vậy sao đây không phải nói nhảm bất quá bệ hạ rút thái tôn cũng không phải bởi vì làm bị thương lễ bộ thượng thư cung nữ đường kính là thái tôn ngu xuẩn không chịu nổi bị người chọc giận một chút liền dám làm ra chuyện như vậy bởi vì chuyện này mới tự thân lên tay cố ninh nhai bổ sung một câu để cố cẩm niên thần sắc có chút không hiểu xấu hổ vậy ta không có sao chứ Cố Cẩm Niên nhìn qua Cố Ninh Nhai cẩn thận hỏi. Không có chuyện gì. Cũng với người không quan hệ, là chính thái tôn xuẩn, nói lớn chuyện ra, người bất quá là giật dây một hai, nói nhỏ chuyện đi, vốn chính là các ngươi bọn này ngoan đồng tranh náo thôi, trời mới biết thái tôn coi là thật. Được rồi, việc này ngươi cũng không cần quá nhớ thương, có lão gia tử tại, cũng náo không dậy nổi cái gì, lục thúc tới chủ yếu là hỏi ngươi chút chuyện. Cố ninh nhai toàn vẹn không thèm để ý tiểu bối ở giữa đấu tranh bọn hắn không để vào mắt thật giống như bọn hắn đấu tranh lão gia tử cũng không nhìn trúng ai dám tiểu hài tử làm ầm ĩ a chuyện gì lục thúc cố cẩm niên hơi có vẻ hiếu kỳ liên quan tới ngươi ngâm nước sự tình cẩm niên ngươi vẫn là đến suy nghĩ kỹ một chút ngâm nước trước sau chuyện gì xảy ra bất quá cũng đừng quá thâm nhập không phải nhức đầu lục thúc ta lại muốn chịu rút Cố Ninh Nhai lên tiếng, bất quá ngoài định mức tăng thêm một câu, có vẻ hơi nghĩ mà sợ. Ngâm nước. Cố Cẩm Niên nhíu nhíu mày, hắn hơi có vẻ trầm mặt, một lát sau về sau, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Có chút ký ức, nhưng không phải rất nhiều, chỉ biết là là Dương Hàn Nhu đẩy ta xuống nước. Mà lại ta cũng không có mở miệng nhục nhã bọn hắn. Cố Cẩm Niên lên tiếng, hắn thành thật trả lời. Cái này ta biết đáng tiếc không có chứng cứ, không phải lục thúc đã sớm đi nhà hắn bắt người. Cố ninh nhai nhẹ gật đầu, việc này hắn biết, trước đó cũng đã nói, chỉ bất quá không có chứng cứ bắt không được người. Bất quá cũng may mẹ ngươi có chút bản sự, bệ hạ phái người đến huyền đăng ti bàn giao, gần nhất cũng sẽ bắt một nhóm người, mấy lời đồn đại nhảm nhí này sẽ nắm chặt điểm. Cẩm niên, việc này ngươi đến nhớ kỹ, phong thủy luân chuyển, sớm muộn cũng có một ngày ngươi lục thúc sẽ giúp ngươi thu thập đám người này. Cố ninh nhai tiếp tục nói. Mà cố cẩm niên nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng, mình xuyên qua trước đó, phong bình đã bị hao tổn, hơn nữa còn có chút mất trí nhớ, chờ nhớ tới thời điểm, đã thành kết cục đã định. Muốn làm sáng tỏ, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác, chỉ dựa vào miệng đi nói vô dụng. Dù sao người ta liền cắn chết là người trước nói năng lỗ mãn phía trước, người có thể làm sao? Ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Một cái lễ bộ thượng thư chi nữ, duyên dáng yêu kiều, ôn nhu thanh tú. Một cái là ăn chơi thiếu gia, không có việc gì, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Dân gian bách tính tự nhiên mà vậy sẽ có thiên vị. Cố gia hoàn toàn chính xác có năng lực đi nhau nhau đi náo, nhưng ầm ý kết quả lại là cái gì? Đánh một trận. Đi đến thông sao? Lục thúc, Việc này chính ta sẽ xử lý, ngài cũng không cần quan tâm. Đúng rồi, Gia Gia trước đó tới qua một chuyến, nói sẽ có người tới giúp ta. Ai vậy? Cố Cẩm Niên cho trả lời, đồng thời cũng rất tò mò Gia Gia nói người là ai. Nâng lên cái này, Cố Ninh Nhai có chút buồn bực. Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn xem Cố Cẩm Niên nói. Đừng đề cập việc này, Gia Gia ngươi cũng là nghĩ vừa ra là vừa ra. Nhìn xem Cố Ninh Nhai phiền muộn cố cẩm niên cạn đến hứng thú. Đến cùng là ai a à, làm sao làm thần bí như vậy? Cố cẩm niên càng thêm hiếu kỳ. Lúc trước được vinh dự đại hạ thứ nhất thần thám. Hoài Nam muối lậu án chính là hắn phá. Đáng tiếc đầu óc có chút vấn đề. Cố ninh nhai hồi đáp, tự hồ đối với người này có chút ý kiến. Hoài Nam muối lậu án. Thứ nhất thần thám. Cố cẩm niên hơi trầm tư, sau đó có chút ký ức là một cọc đại án đây không phải rất tốt sao lục thúc ngươi làm sao cảm giác cùng hắn có thù đồng dạng cố cẩm niên có chút không hiểu không có thù chính là cảm thấy người này không đáng tin cậy người biết hắn bây giờ ở nơi nào sao cố ninh nhai lên tiếng nói ở đâu cố cẩm niên hiếu kỳ hình bộ trong đại lao mà lại là trọng phạm cố ninh nhai trả lời để cố cẩm niên sửng sốt phá lớn như thế án người, thế mà bị giam tại hình bộ đại lao. Đây không phải chuyện đùa. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, cố ninh nhai lại nhấp một ngụm trà. Ta không có lừa ngươi. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề, ngươi nói hắn phá án năng lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có thể phá án phương pháp cực kỳ cổ quái, hoài nam muối lậu án qua đi, hắn bị bệ hạ ngợi khen, ấn lý thuyết không hề làm gì, về sau chí ít cũng là hình bộ lan trung kết quả gia hỏa này, bắt đầu điều tra kiến đức dương nghiệt án, người biết hắn làm chuyện gì không? Cố ninh nhai nâng lên việc này hoàn toàn chính xác tới điểm hỏa khí. Chuyện gì? Cố cẩm niên hiếu kỳ nói. Hắn đem hình bộ thật vất vả chọc tới kiến đức dương nghiệt tự mình thả đi. Cố ninh nhai sắc mặt khó coi. Thả đi rồi. Hắn đầu óc có bệnh sao? Cố cẩm niên có chút không nghĩ tới, nếu như nói đương kim thánh thượng lớn nhất tâm bệnh là cái gì vậy khẳng định chính là kiến đức hoàng đế a à? không có ai biết kiến đức hoàng đế chết không chết nhưng đối với hoàng quyền tới nói chỉ cần không nhìn thấy thi thể đó chính là không chết mà chỉ cần kiến đức một ngày bất tử mình vì kia cửu cửu liền một ngày không được an bình bắt lấy kiến đức dương nhiệt ấn lý thuyết từ trên xuống dưới đến một bộ phục vụ sau đó lại ép hỏi cái khác dương nhiệt hạ lạc tự mình thả đi đây cũng không phải là việc nhỏ nhẹ thì bị chém đầu nặng thì chém đầu cả nhà a à. cái này đầu óc là thật có bệnh nào chỉ là đầu óc có bệnh hắn tự mình thả đi kiến đức dương nhiệt hình bộ đem hắn bắt lấy người biết hắn nói như thế nào sao hắn nói kiến đức dương nhiệt xương cốt cứng rắn muốn ngạnh bức hắn nói ra cái khác dương nhiệt hạ lạc không thực tế dứt khoát không bằng hiểu chi lấy tình động chi lấy lý đem hắn thả đi không chừng cái này Dương nghiệt sẽ bản thân cảm động, minh bạch hoàng ân hạo đảng, chủ động báo cáo. Dầu gì, đem người thả đi, còn có thể theo dõi điều tra, một mẻ hốt gọn. Đây chính là hắn nguyên thoại. Cố ninh nhai sau khi nói đến đây, cố cẩm niên cả người triệt để trầm mặt. Tốt. Tốt. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đại hạ kinh đô, vậy mà có thể ra một vị ngọa long. Cái này cỡ nào thông minh mới có thể nghĩ ra biện pháp như vậy? Trọng tân định nghĩa hoàng ân hạo đảng. Kết quả đây. Cố Cẩm Niên tiếp tục hỏi. Kết quả. Kết quả chính là bị đánh 80 đại bản, sau đó bị giam tại hình bộ đại lao. Nếu như không phải điều tra rõ ràng, gia hỏa này cùng kiến đức dương nghiệt không hề có một chút quan hệ, cộng thêm bên trên hoài nam muối lậu án công lao, hắn cửu tộc cũng bị mất cho nên ta mới phát giác được lão gia tử nghĩ vừa ra là vừa ra, gia hỏa này đầu óc liền không bình thường, không phải chọn hắn, huyền đăng ti cũng không phải không nhân tài, hình bộ cũng có mấy cái có thế mới, tội gì khổ như thế chứ. Cố ninh nhai càng nói càng phiền muộn, mà cố cẩm niên cũng dần dần trầm mặt. Lúc đầu đối người này tràn đầy hiếu kỳ, nhưng theo lục thúc kiểu nói này, cố cẩm niên cũng đi theo sinh ra cổ quái tâm tình. Được rồi, những chuyện này ngươi cũng không cần quản. Dù sao lão gia tử tự do an bài, cẩm niên, ngươi nhớ kỹ lục thúc lời này, gia gia ngươi không phải người bình thường, chúng ta toàn bộ cố gia cộng lại đều không có ngươi gia gia một người thông minh. Bất quá ngươi về sau làm việc, nhất định phải chiếm lý, chiếm được lý, ngươi liền có thể lui sang một bên xem kịch. Cố ninh nhai nghiêm túc nói. Nói xong lời này, hắn vỗ vỗ cố cẩm niên bả vai. Được rồi, lục thúc đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi đại hạ thư viện đi học cho giỏi chúng ta cố gia mặc dù không ra được cái người đọc sách nhưng thi cái tú tài không có gì vấn đề cũng đừng mất mặt ngươi lục thúc năm đó thế nhưng là kém một chút thi đậu tú tài được rồi không có việc gì liền đến huyền đăng ti Tì tìm ngươi lục thúc trong khoảng thời gian này ngươi lục thúc rất rảnh rỗi cố ninh nhai dài dòng văn tự nói xong mấy câu về sau quay người liền rời đi nhìn qua ánh trăng giữa trời cố cẩm niên cười khổ một tiếng sau đó tiếp tục nằm ngửa trước mặt kệ những này những thứ kia ngủ mấy canh giờ lại nói ước chừng sau nửa canh giờ đại hạ kinh đô hình bộ đại lao lờ mờ ẩm ướt mùi hôi thối tràn ngập làm cho người cảm thấy khó chịu tô hoài ngọc ngươi có thể ra nương theo lấy một đạo xích sắc tiếng vang lên sau đại lao chỗ sâu một nam tử chậm rãi mở ra con ngươi nam tử mặc áo tù đầu bù phát ra trên thân cũng có chút mùi hôi thối còn có một số vết thương nhưng ánh nến chiếu rọi phía dưới tràn đầy dơ bẩn gương mặt lại có vẻ có chút anh tuấn ngay sau đó một thanh âm cũng theo đó vang lên đầu năm nay quả nhiên nhiều người tốt là hắn tự thú sao thanh âm vang lên nhưng cũng không có đạt được đáp lại ngược lại là một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Điều tra cháu của ta ngâm nước sự tình. Điều tra rõ về sau, trả lại ngươi tự do thân. Không phải, cho dù là kiến đức dương nghiệt tự thú, ta cũng có một ngàn loại biện pháp để ngươi vĩnh viễn đợi ở cái địa phương này. Là Cố Ninh Nhai thân ảnh, hắn đứng ở Tô Hoài Ngọc trước mặt, khuôn mặt lạnh lẽo. Cảm nhận được Cố Ninh Nhai lạnh ý. Tô Hoài Ngọc trên khuôn mặt anh tuấn lập tức hiển hiện một vòng vẻ thất vọng qua một lúc lâu hắn thở hắt ra chậm rãi lên tiếng đi bất quá ta tra án có chính ta phương thức tại không thương tổn đến ngươi chất nhi điều kiện tiên quyết không muốn ước thúc ta đây là yêu cầu của hắn cố ninh nhai không có cự tuyệt mà là ném ra một tấm lệnh bài giao cho tô hoài ngọc tiếp nhận lệnh bài tô hoài ngọc thoáng trầm tư sau đó nhìn qua cố ninh nhai hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Việc này, bao ăn sao? Tô Hoài Ngọc lên tiếng, thần sắc phá lệ chăm chú. Để ngoài cửa cố ninh nhai trong nháy mắt sửng sốt. Ở thời Lê Sơ Thịnh Thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chính kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì? đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Liếm chó chết không yên lành Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách Vĩnh Thịnh 12 năm 18 tháng 9 Giờ mùi Văn tâm thư phòng Cố cẩm niên không có bên trên tảo khóa, ngủ thẳng tới buổi trưa mới rời giường Liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, để cố cẩm niên thật sự là cảm thấy rã rời. Thư phòng trong học đường. Giống nhau thường ngày, cố cẩm niên ngay tại khắc khổ luyện chữ. Có lẽ là tâm thần xa vào, trong nháy mắt biến đi qua một canh giờ. Luyện một canh giờ chữ, để cố cẩm niên cổ tay mỏi như, mà theo học chung gõ vang, đám người nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết vì cái gì, hôm nay đến học đường. Cố Cẩm Niên rõ ràng phát hiện Trương Quân đối với mình địch ý ít đi rất nhiều. Cái này khiến Cố Cẩm Niên có chút khó chịu. Dù sao mình còn cần dựa vào Trương Quân kiếm lấy oán khí. Cố Cẩm Niên trong lòng minh bạch vô cùng. Trong đầu cổ thủ ý nghĩa cực lớn, nhất định phải hoàn mỹ phát huy ra. Dứt bỏ hệ thống không nói. Trước mắt duy nhất có thể cho mình mang đến chỗ tốt đồ vật, chính là oán khí. Chủ yếu hơn chính là, cái này oán khí mang tới đồ vật, rất có ích lợi. Chém chém dết dết cố cẩm niên cũng không quá ưa thích, tại kinh đô cải tất là được rồi, không cần thiết đi chơi đùa lung tung. Cái này mang ý nghĩa, mình nhất định phải làm đến đại lượng oán khí. Bất quá trương quân cũng không phải lựa chọn duy nhất, dù sao buồn nôn gia hỏa này không có ý nghĩa a à, đạt được oán khí căn bản liền không nhiều. Ngươi nhìn, cùng hoàng đế kéo hai câu, đạt được oán khí rất nhiều cùng trương quân kéo 10 ngày đoán chừng đều kéo không đến. Cùng thân phận cảnh giới có rất lớn quan hệ. Nghĩ tới đây, cố cẩm niên có chút tức giận. Mẹ nó, thật là một cái phế vật, 17 tuổi còn không có ngưng khí, còn đại nho chi tử, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Cố cẩm niên đem bút lông buông xuống, ánh mắt rơi trên người trương quân, trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Mà cảm nhận được cố cẩm niên ánh mắt, trương quân thuận nhìn sang, phát hiện là cố cẩm niên đang nhìn mình, trong ánh mắt cũng hiển hiện chán ghét. Mặc dù có từng sợi oán khí bay tới, nhưng đối với cổ thụ tới nói, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Không được, không thể chỉ nhìn chầm chầm hắn một người. Đến tìm người khác. Cố cẩm niên thầm nghĩ trong lòng. Cổ thụ hấp thu oán khí là căn cứ cảnh giới địa vị để cân nhắc. Trương quân vô luận là địa vị vẫn là thân phận đều rất phổ thông mặc dù nói thịt mũi cũng là thịt, nhưng đối với đã nếm qua thịt cố cẩm niên tới nói, cái này thật đúng là không có ý nghĩa. Cũng may chính là, qua ít ngày đại hạ thư viện liền muốn bắt đầu. Đại hạ thư viện thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ thư viện, có thể nói nữa cái đại hạ vương triều đại nho, đều tại đại hạ trong thư viện. Mà lại lần này đại hạ thư viện chiêu sinh, không chỉ chỉ là tuyển nhận người đọc sách. Cái này mang ý nghĩa đại hạ thư viện bên trong, tất nhiên là ngọa hổ tàng long là một chỗ soát oán khí nơi tốt a à? nghĩ đến đây cố cẩm niên tâm tình không hiểu chuyển biến tốt đẹp nghiêng đầu nhìn lại dương Hàng nhu cũng đem bút lông buông xuống dự định nghỉ ngơi mà nàng có chút ghé mắt cũng phát giác cố cẩm niên đang nhìn chính mình trong chốc lát dương hàn nhu nội tâm có chút bối rối cố cẩm niên không nói gì mà là đứng dậy rời đi hướng phía tam hương viện đi đến nhìn xem đứng dậy cố cẩm niên Dương Hàng Nhu lập tức minh bạch cái gì, hôm qua cố cẩm niên không đến, cũng không để cho nàng cảm thấy vui vẻ, ngược lại nội tâm càng thêm dày vò. Chủ yếu vẫn là hoảng hốt sợ hãi. Theo cố cẩm niên rời đi, qua không đến một lát, Dương Hàng Nhu đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Hàng Nhu mùi mùi, muốn đi ra ngoài sao? Nhìn xem Dương Hàng Nhu đứng dậy, Trương Quân lập tức cũng đứng dậy theo, muốn theo tới. Có chút việc tư chỉ là Dương Hàng Nhu lên tiếng, sau đó liền bước nhanh rời đi, để Trương Quân không hiểu cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng hắn không có nhiều lời, mà là nhìn qua rời đi sau Dương Hàng Nhu, yên lặng đi theo. Ước chừng non nửa khắc đồng hồ. Tam hương viện bên trong. Cố Cẩm Niên nhìn qua mặt ao, tâm tình hơi có vẻ bình tĩnh. Cũng liền vào lúc này, Dương Hàng Nhu thanh âm vang lên. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh âm băng lãnh, mang theo chất vấn cũng có chút nghi hoặc tìm ngươi đến chuyện gì ta tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn a à? cố cẩm niên quay đầu lại nhìn qua dương hàn nhu không thể không nói dương hàn nhu hoàn toàn chính xác duyên dáng yêu kiều vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người đều coi là nhất đẳng nói là một tiếng mỹ nhân cũng không đủ quá đáng nhưng cố cẩm niên cũng không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường tính cách ta không rõ ràng nếu không có sự tình khác, ta liền đi. Dương Hàng Nhu có chút trầm mặt, sau đó cho như vậy trả lời. Đi. Đi tới chỗ nào đi? Ngươi đẩy ta ngâm nước, thì cũng thôi đi, càng là thừa dịp ta hôn mê mất trí nhớ, trắng trợn tung tin đồn nhảm, bút trướng này có phải hay không nên tính toán rồi. Bên cạnh ao. Cố cẩm niên khuôn mặt lạnh lẽo, hắn nhìn xem Dương Hàng Nhu, trong ánh mắt cũng không phải là tức giận, mà là lạnh ý. Ngươi nói bậy. Là ngươi đùa dẫn trước đây, trương quân ca ca tận mắt nhìn thấy. Nghe nói như thế, Dương Hàng Nhu trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng ổn định khí tức, căn bản cũng không thừa nhận. Thái độ này, không có ra cái gì dự kiến. Dương Hàng Nhu thừa nhận mới là lạ. Không có bất kỳ người nào vật chứng chứng tình huống dưới, cắn chết không nhận, mới là vương đạo. Trương quân mắt thấy, người nào không biết ngươi cùng trương quân quan hệ vô cùng tốt cố cẩm niên chậm rãi lên tiếng cùng ngươi không có bất kỳ cái gì nói cho tốt nếu không có sự tình khác ta liền đi dương hàn nhu không để ý đến cố cẩm niên nàng sở dĩ phó ước thuần túy chính là muốn nhìn một chút cố cẩm niên sẽ nói cái gì hay là nói có cái gì tính thực chất chứng cứ bây giờ phát hiện không có nàng cũng không sợ ván đã đóng thuyền cố cẩm niên cũng không thay đổi được cái gì. Đi. Vậy ngươi đi thôi. Chỉ cần ngươi rời đi tam hương viện, bản thế tử có thể cam đoan, liều lĩnh đại giới, để cho ta cha còn có gia gia của ta vì ta bình oan. Nếu là ta cha cùng gia gia của ta cũng bất lực, mẹ ta là ninh nguyệt công chúa, đương kim thánh thượng thân mùi mùi, đại hạ hình bộ thế nhưng là có vấn tâm kính, ta cũng không tin ngươi có thể tại vấn tâm kính trước mặt, còn dám nói láo. Cố Cẩm Niên lên tiếng. Mỗi chữ mỗi câu, nói Dương Hàn Nhu thần sắc khó coi. Đại Hạ Hình Bộ có một tiên vật tên là Vấn Tâm Kính, vật này ngưng tụ hình bộ chính khí, bình thường tới nói là xử lý chân chính đại án, thậm chí nói cho dù là đại án cũng không thể sử dụng. Muốn vận dụng loại vật này, cần hao phí hình bộ chính khí, mà cái này chính khí thì là thông qua phá án tích lũy. Không đến khẩn yếu quan đầu hình bộ tuyệt đối sẽ không tế ra vấn tâm kính. Nhưng, cố cẩm niên nếu là thật sự giống như điên, liều lĩnh đại giới, hình bộ thật là có có thể sẽ nhả ra. Nghĩ tới đây, Dương Hàng Nhu sắc mặt mới có thể khó coi. Nàng không nói gì. Nhưng cũng không có chọn rời đi nơi này. Biểu đạt ý tứ vô cùng rõ ràng. Người đến cùng muốn làm gì? Dương Hàng Nhu nhìn qua cố cẩm niên, thần sắc nghiêm túc nói. Bốn kiện sự tình nếu ngươi đáp ứng ta cái này ba chuyện, việc này ta có thể không truy cứu. Cố Cẩm Niên chậm rãi mở miệng. Khi bốn kiện sự tình. Dương Hàng Nhu dò hỏi. Thứ nhất, chuyện này ta không hy vọng tiếp tục náo xuống dưới, về sau nói chuyện hành động chú ý một chút. Thứ hai, về sau nhìn thấy ta, không muốn cùng nhìn thấy giống như cựu nhân, xưng hô thả tôn trọng một chút, ta người này ăn mềm không ăn cứng. Thứ ba, cách trương quân xa một chút, đến không có khác chỉ là đơn thuần không thích trương quân thôi thứ tư cho ta một ngàn lượng hoàng kim nếu ngươi làm được cái này bốn điểm chuyện này liền để nó quá khứ nếu là ngươi làm không được việc này làm lớn chuyện ngươi ta cũng sẽ không tốt hơn ta còn tốt nói khó nghe chút không phải liền là gánh vác cái hoàng khố chi danh thôi ngươi thân là lễ bộ thượng thư chi nữ ngẫm lại xem cha ngươi sẽ làm sao đối ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn những cái kia quan văn lại sẽ nói thế nào ngươi Cố Cẩm Niên lên tiếng, đưa ra bốn cái yêu cầu. Hắn không hy vọng chuyện này náo xuống dưới, bây giờ mình cửu cửu cũng hạ lệnh, kinh đô tin đồn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thu liễm. Cố Cẩm Niên không phải để Dương Hàng Nhu nói chuyện chú ý một chút, mà là để sau lưng nàng thế lực chú ý một chút. Trước giảm xuống ảnh hưởng, lại đưa ra chậm tay chậm nghĩ biện pháp, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Cố Cẩm Niên không thích ăn thiệt thòi, chuyện này sớm tối phải có một kết quả chỉ bất quá không phải hiện tại thôi, nhưng cái này không có nghĩa là đối phương có thể tiếp tục nói xấu. Đối mặt với cố cẩm niên bốn yêu cầu này. Dương Hàn Nhu hơi có vẻ trầm mặt. Nhưng mà, cố cẩm niên lời kế tiếp, để Dương Hàn Nhu càng thêm trầm mặt. Ngươi không cần giả xoắn suýt. Từ ta gặp được ngươi lần đầu tiên, ta liền biết ngươi là ai. Ngươi rất thông minh, sao Trương Quân muốn thông minh, nhìn điềm đạm nho nhã, ta thấy mà yêu. Nhưng ngươi tuyệt đối không phải loại kia đơn thuần nữ tử, đem ta đẩy tới nước về sau, có thể ngay đầu tiên chế tạo lời đồn, giảm miễn tự thân ảnh hưởng, thủ đoạn này không phải người bình thường có thể làm. Dương Hàn Nhu, ta thích cùng người thông minh liên hệ, ta nói ba điều kiện, đối với ngươi mà nói không có quá lớn ảnh hưởng, nhất định phải nói cũng chính là để ngươi tổn thất một cái lốp xe dự phòng thôi. Đường Đường lễ bộ thượng thư chi nữ, ta nghĩ tới ngươi cá đường, cũng không chỉ chỉ là một cái trương quân a. Cố Cẩm Niên đứng chắp tay, ngôn ngữ rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy một vòng ý cười, không nói được ý cười, phản phất đem Dương Hàng Du nhìn rõ ràng. Mà đối Dương Hàng Du tới nói, nàng không hiểu lốc xe dự phòng là cái gì, cũng không hiểu cá đường chi ý, nhưng kết hợp trên dưới, đại khái có thể minh bạch lời nói này ý tứ. Chỉ bất quá, trên mặt nàng cái chủng loại kia văn nhược, cũng đích đích sát sát ít, thay vào đó là một loại tâm tình rất phức tạp. Đương nhiên, đích thật là đang xoắn suýt. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại tam hương viện bên trong. Là trương quân thân ảnh. Tại Dương Hàng Nhu đứng dậy rời đi nửa khắc đồng hồ về sau, trương quân liền vùng trộm theo tới. Lục soát một phen, phát hiện Dương Hàng Nhu tại tam hương viện, hơn nữa còn là cùng với cố cẩm niên, một nháy mắt liền nổ, trực tiếp đi tới, khí thế hùng hổ. Cố cẩm niên, ngươi muốn làm cái gì? lại nghĩ khinh bạc hàng nhu mùi mùi sao trương quân thanh âm cực lớn hắn mang theo tức giận từ khi cùng hắn phụ thân trao đổi qua về sau hắn liền bình tĩnh trở lại không muốn cùng cố cẩm niên cãi lộn cái gì nhưng hôm nay hắn nhìn không được chỉ vì cố cẩm niên chạm đến hắn độc chiếm để hắn giận dữ theo trương quân đến từng đạo oán khí hiển hiện, hiện chui vào tự thân nhìn xem cuồng nộ trương quân cố cẩm niên không nói gì mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hàng Nhu. Trương Quân Cẩm Niên Ca, không có đối ta làm cái gì, ngươi không nên hiểu lầm. Cảm nhận được cố Cẩm Niên ánh mắt, Dương Hàng Nhu lập tức minh bạch hắn ý tứ. Thoáng chậm chạp một phen, Dương Hàng Nhu đưa cho trả lời. Mà lại câu trả lời này vô cùng vi diệu. Nàng không có giống thường ngày, xưng hô Trương Quân là huynh trưởng hoặc là ca ca, mà là gọi thẳng tên, nhưng xưng hô lên cố Cẩm Niên lúc, lại hô lên ca, để trương quân lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Hàng nhu muội muội Người đây là... Trương quân có chút mộng, hắn nhìn xem Dương Hàng Nhu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Trương quân, ta cùng cẩm niên ca mới đang giải thích ngâm nước hiểu lầm, bây giờ giải thích rõ, cũng liền không có gì. Mong rằng về sau mọi người đừng có cái gì xung đột. Dương Hàng Nhu mặt không biểu tình nói. Nàng không ngốc, đường đường lễ bộ thượng thư nữ nhân nếu là người ngu vậy liền thật khôi hài có một số việc cha nàng sẽ không dạy nhưng mẹ nàng sẽ dạy a à. cố cẩm niên đã sớm nhìn ra dương hàn nhu là cái gì nhân vật rất điển hình loại kia nam nhân phụ trách chinh phục thế giới ta phụ trách chinh phục nam nhân tư tưởng nữ tính đối trương quân tốt đơn giản là nhìn trúng hắn là tiềm lực thôi lại thêm ngâm nước sự tình để nàng nhất định phải tìm người chia sẻ trách nhiệm bằng không coi là thật thích trương quân đã sớm hứa thân cho hắn nhưng vấn đề là hứa thân sao khẳng định không có nếu là cho phép thân trương quân thật đúng là sẽ không như vậy liếm cho nên đối với dương hàn nhu loại hành vi này cố cẩm niên rất là hài lòng hắn không sợ đối phương phiền phức liền sợ đối phương không có đầu óc hàn nhu mùi mùi ngươi làm sao đột nhiên như vậy là cố cẩm niên tiểu tử này uy hiếp ngươi sao nếu là ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm viện trưởng để hắn đến chủ trì công đạo mà đối với trương quân tới nói dương hàn nhu đột nhiên đại biến dạng để hắn không thể nào tiếp thu được vô ý thức cho rằng là cố cẩm niên từ đó cản trở trương quân ta nói cùng cẩm niên ca không có bất cứ quan hệ nào còn có một điểm ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ xác thực tốt là bằng hữu nhưng ngươi không phải phụ thân ta ta sự tình không cần ngươi để ý tới Dương Hàng Nhu có một tia phiền ý. Như cố cẩm niên phỏng đoán giống nhau như đúc, nàng sở dĩ cùng trương quân đi được gần như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì thân phận của đối phương còn có tài hoa, nhưng cũng giới hạn tại mọi người là thanh mai trúc mã mà thôi. Nếu như trương quân tương lai có thể trở thành đại nho, số làm quan, nàng không ngại gả cho trương quân, cũng coi là một đoạn giai thoại. Nhưng nếu là trương quân không được, nàng tuyệt đối sẽ không chạm thử. Mà nội tâm chỗ sâu, nàng rất phản cảm trương quân, là cực kỳ phản cảm, mỗi ngày theo ở phía sau, thích làm náo động, tổng cầm một chút cực kỳ ngây thơ sự tình ở trước mặt mình khoe khoang. Mình còn nhất định phải phối hợp hắn. Về phần cái gì xụt dài hỏi ấm loại vật này, càng làm cho Dương Hàn Nhu cảm thấy buồn nôn. Một hai lần còn tốt, mỗi ngày xụt dài hỏi ấm, coi là thật buồn nôn. Dưới mắt mình chuyện lo lắng nhất, đơn giản chính là sự việc đã bại lộ, cố cẩm niên bình quang, nếu như mình đáp ứng hắn ba điều kiện, cố cẩm niên lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, đối với nàng mà nói không phải là không một chuyện tốt. Về phần trương quân, không để ý tới liền không để ý tới, nàng lại không thiếu cái này một người ca ca. Hàng nhu muội muội Người cái này. Lúc này trương quân tê, hắn không nghĩ tới luôn luôn sùng bái mình, kính trọng mình hàng nhu muội muội làm sao đột nhiên một chút biến thành bộ dáng này. Trương quân, bí mật gọi ta một tiếng muội muội ta có thể tiếp nhận, trong thư trai, vẫn là gọi ta tên đầy đủ đi. Cẩm niên ca, trước đó vài ngày sự tình, là mùi mùi có chút sai lầm, mùi mùi dẫn ngươi đi nơi xa nhìn hà lên trên bục đi, giảng ra giảng ra tâm tình, cũng coi là mùi mùi bồi tội. Cũng không biết vì sao, Dương Hàng Nhu không hiểu cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Phóng thích bản tính của mình. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Trương Quân hoàn toàn chính xác rất làm nàng phiền, chỉ là không cách nào biểu đạt ra đến thôi mượn cố cẩm niên, nàng nói ra lời trong lòng thôi. Được. Bên cạnh ao. Nhìn xem như thế quả quyết dương hàng nhu, cố cẩm niên không khỏi cảm khái, nhưng lướt qua một bên trương quân, cố cẩm niên không chút do dự đáp ứng dương hàng nhu thỉnh cầu. Mà một bên trương quân, lại nắm chặt lấy nắm đấm, từng đạo oán khí vọt tới, so trước đó nhiều nhiều lắm. Quả nhiên, tình yêu làm cho người sinh sôi cừu hận bất quá cố cẩm niên không có chút nào đáng thương trương quân. Bởi vì liếm cho chết không yên lành. Không đợi trương quân nói cái gì, Dương Hàng Nhu liền hướng phía nhìn hạ lên trên bục đi, vì cố cẩm niên dẫn đường. Theo hai người một trước một sau rời đi sau. Trương quân trong mắt hận ý, cơ hồ muốn hóa thành hỏa diễm. Cố cẩm niên. Ta cùng ngươi. Không chết không thôi. Trong lòng của hắn gầm thét liên tục nếu không phải đánh không lại cố cẩm niên, hắn đã vào tay. Sau một lúc lâu, trương quân trong đầu không khỏi sinh ra một nỗi nghi hoặc. Đó chính là Dương Hàng Nhu vì sao đột nhiên đối với mình như vậy lãnh đạm. Là mình chỗ nào trêu chọc phải Hàng Nhu muội muội sao? Không nên a. À. À, hàng nhu muội muội, ta hiểu được, ngươi là bị hắn bức hiếp. Sợ hãi cố cẩm niên đem sự tình bạo lộ ra, liên lụy đến ta, cho nên ngươi mới giả ý như vậy, ta hiểu được tâm ý của ngươi ta minh bạch. Ngươi yên tâm, chờ đến đại hạ thư viện, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước ủy khuất một hai. Chờ ta. Trương quân nắm đấm gắt gao nắm chặt, trong lòng lẩm bẩm. Hắn trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, sau đó đối cố cẩm niên oán khí lớn hơn. Ở thời Lê Sơ Thịnh Thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chính kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 Đến cùng là ai muốn hại ta? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách văn tâm thư phòng. Nhìn Hà Đài theo hai thân ảnh xuất hiện phá vỡ phương này yên tĩnh cố cẩm niên đứng ở nhìn hà trên đài lẳng lặng nhìn chăm chú lên chân trời hào quang lộ ra phá lệ bình tĩnh dương hàn nhu cũng thay đổi như vậy văng văng nhược nhược thay vào đó là cao lạnh đến từ ngạo khí tận trong xương tủy ý nàng là đường đường đại hạ vương triều lễ bộ thượng thư nữ nhi mặc dù không có đại hạ công chúa như vậy quý giá thế nhưng coi là thiên kim thân thế từ nhỏ là cẩm yên ngọc thực sao có thể có thế dịu dàng giản đơn chớ nói gì thâm cung phức tạp kỳ thật đều như thế một cái nhị phẩm triều đình đại quan lục bộ một trong nói lên một câu thiên quan đều không đủ quá đáng trong phủ đệ gia nô thì nữ tụ tập cho dù là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lễ bộ thường thư dương khai dứt bỏ chính thất bên ngoài cũng có bốn phòng tiểu thiếp gia đình như vậy bối cảnh khả năng xuất hiện cái tâm tư đơn thuần nữ tử sao người nói bốn điều kiện trên lý luận ta đều có thể đáp ứng nhưng một ngàn lượng hoàng kim với ta mà nói có chút khó khăn cha ta làm quan thanh liêm một năm xuống tới cũng bất quá ba ngàn lượng bạc người muốn một ngàn lượng hoàng kim không bỏ ra nổi tới dương hàn nhu nhìn qua cố cẩm niên nói như thế lễ bộ thượng thư dù sao cũng là quan ở kinh thành bỗng lộc không coi là nhiều không có nuôi liêm ngân không so được những cái kia bố chính sứ ti hoặc là tuần phủ một ngàn lượng hoàng kim giống như là một vạn lượng bạch ngân nàng không bỏ ra nổi tới hàng nhu mùi mùi suy nghĩ nhiều nhà ngươi không có nhưng bên cạnh ngươi không ít người có nghĩ đến cho dù là trương quân cũng có thể xuất ra cái một ngàn lượng hoàng kim a à. cố cẩm niên không có đem lời nói rất rõ ràng nhưng ý tứ chính là cái này ý tứ nữ nhân xinh đẹp xưa nay không thiếu bạc dù sao liếm chó có lời này nói chuyện dương hàn du lập tức minh ý thoáng trầm tư một phen về sau liền nhìn qua cố cẩm niên nếu như mùi mùi đồng ý những chuyện này là có hay không quá khứ liền đi qua dương Hàng du thanh âm vang lên nàng bình tĩnh nhìn qua nơi xa không có nhìn cố cẩm niên chỉ là như vậy hỏi một câu nhưng nàng rất thông minh từ đầu tới đuôi đều không có thừa nhận là cái gì mà là mịt mờ đi sách nhìn ngươi làm sao biểu hiện một chút xíu thanh danh ta ngược lại thật ra không quan tâm chỉ cần dương đại nhân không tiếp tục dây dưa việc này không cần mấy tháng cũng liền không ai chú ý đến lúc đó tất cả đều vui vẻ cố cẩm niên có vẻ hơi không quan trọng hắn sở dĩ như vậy ra ngoài bốn cái mục đích đến một lần buồn nôn buồn nôn trương quân thứ hai khống chế dương hàn nhu thứ ba cũng là thông qua dương hàn nhu điều tra mình năm nước sự tình thứ tư chính là làm điểm hoàng kim ngân lượng, cổ già cũng có hoàng kim, nhưng không bỏ ra nổi đến A. Muốn ngân lượng, nhất định phải đi khố phòng, người nói chi cái hai ba trăm hai còn dễ nói, há miệng một ngàn lượng hoàng kim, khẳng định phải hỏi đến. Người khác cũng không đáng kể, cha mình nhất định sẽ tới hỏi lung tung này kia, đáp không được lại muốn gây chút phiền phức, không bằng tìm dương hàng nhu lấy chút. Về phần cuối cùng là cái kia thằng xui xẻo cho mình hoàng kim, kia không liên quan mình chuyện gì. Đương nhiên, ngân lượng cái đồ chơi này cũng là tiện thể sách một câu, chủ yếu vẫn là chuyện lúc trước. Ngâm nước không phải đại sự. Chân chính đại sự là đến cùng ai nghĩ ở phía sau hại mình, vì cái gì muốn hại mình, ra ngoài cái mục đích gì. Đây mới thật sự là đại sự. Thanh danh thứ này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể tiêu trừ, dù sao lâu ngày mới rõ lòng người, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở phía trên này, không bằng điều tra rõ ràng tình thế. Kinh Đô Bách Tính Phong Bình cũng không phải là phụ thân ta tạo thành, có rất nhiều người tham gia ở bên trong. Ngoại trừ ngay từ đầu phụ thân ta đề cập qua, đằng sau cũng không có nói thêm cái gì, cố gia cây lớn rễ thô, nhưng cũng đắc tội rất nhiều người. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ta trở về, sẽ cùng ta phụ thân hảo hảo nói một chút, nhưng còn xin cẩm niên ca ca thứ lỗi, dù sao có một số việc cũng là bị bất đắc dĩ. Dương Hàng Nhu mở miệng, nàng giải thích trong kinh đô tin đồn. Đồng thời còn không quên yếu thế, muốn dùng thủ đoạn đối phó với trương quân tới đối phó chính mình. Nghe Dương Hàng Nhu một tiếng này âm thanh cẩm niên ca ca, cố cẩm niên trong lòng không khỏi cảm khái ôn nhu hương mộ anh hùng. Cũng may chính là, làm người hai đời, loại thủ đoạn này đã đối cố cẩm niên không hiệu quả gì. Ta đã tìm ngươi nói chuyện riêng, liền mang ý nghĩa bản thế tử cũng không muốn tiếp tục dây dưa việc này mọi người dàn xếp ổn thỏa người tốt ta tốt bất quá có một chuyện ta ngược lại thật ra thật muốn hỏi một chút ngươi đến tột cùng là ai sai sử ngươi đẩy ta xuống nước cố cẩm niên nửa trước đoạn nói còn rất bình tĩnh nhưng câu nói sau cùng lại đổi lại một bộ chăm chú cùng vẻ mặt nghiêm túc hắn nhìn chăm chú lên dương hàn nhu ánh mắt nhưng mà cái sau lại có vẻ mười phần bình tĩnh không có người sai sử bản thân liền là một trận nháo kịch. Cẩm niên ca ca là không suy nghĩ nhiều quá. Dương Hàng Nhu không có chút nào bối rối, mà là chăm chú trả lời. Chỉ là, cố cẩm niên không nói gì, vẫn như cũ là thẳng vào nhìn xem Dương Hàng Nhu. Cái sau cũng không có kháng cự, một đôi mắt đẹp cùng cố cẩm niên đối mặt. Một chút. Cố cẩm niên thu liễm nghiêm túc, thay vào đó là loại kia tùy nhiên. Dương Hàng Nhu là loại kia tâm cơ cực sâu người, nhưng lại thích ngụy trang chính mình theo lý thuyết như thế thông tuệ người nếu quả thật muốn hại mình không đến mức tìm như thế sức sẹo lấy cớ cái này không phù hợp dương hàn nhu người thiết thay lời khác tới nói dương hàn nhu khẳng định biết một ít chuyện nhưng biết đến không nhiều cần chậm rãi mài ra bằng không cố cẩm niên cũng sẽ không tới tìm nàng chuyến này được thôi đã thật sự là một trận nháo kịch vậy liền để nó quá khứ cố cẩm niên không có tiếp tục sách chuyện này. Cái sau không nói gì, chỉ là thoáng đưa lưng về phía cố cẩm niên. Nhìn chăm chú cảnh sát, Dương Hàng Nhu ánh mắt hơi có vẻ kỳ quái, suy nghĩ một ít chuyện, chỉ bất quá vết tích không rõ ràng. Nàng đích xác biết một ít chuyện. Cũng hoàn toàn chính xác không nhiều. Không thể nói, cũng không tốt nói, càng không muốn nói. Nếu như chuyện này có thể hướng cố cẩm niên nói tới như vậy, đi qua liền đi qua, nàng cũng rất tình nguyện ước chừng một lát sau văn chuông vang lên cố cẩm niên duỗi lưng một cái nhìn về phía dương hàn nhu nói Hàng nhu mùi mùi phải vào lớp rồi đi thôi hắn trên mặt mang theo mỉm cười không có nửa điểm mới nghiêm túc ân đại hà thư viện lập tức liền muốn bắt đầu cẩm niên ca ca bây giờ có thẳng ghi chép danh ngạch nếu là mùi mùi cũng vào thư viện về sau còn phải nhiều hơn dựa vào cẩm niên ca ca hai người sống vai mà đi, Dương Hàng Nhu cũng chậm rãi lên tiếng, chủ động yếu thế quá trình bên trong, cũng đang tìm kiếm cơ hội, nắm cố cẩm niên. Dưới cái nhìn của nàng, cố cẩm niên đơn giản là bởi vì lần này ngâm nước sự tình, trong lòng sinh ra cảnh giác thôi. Về phần tại sao đối với mình như vậy, nói tới nói lui còn không phải nhìn trúng mỹ mạo của mình. Nam nhân mà, không đều là dạng này. Mà đối với Dương Hàng Nhu như vậy trà nói trà ngữ, cố cẩm niên cũng không ghét không còn tính thực chất xung đột lợi ích dưới đây chính là mình hảo mùi mùi a à. cẩn thận suy nghĩ lại một chút nhìn nếu là dương khai thấy cảnh này có thể hay không tức ngất đi cũng coi là khác loại trả thù đi mùi mùi không cần lo lắng ca ca ta thân thể cường tráng sẽ hung hăng bảo hộ mùi mùi cố cẩm niên mỉm cười nói mà dương hàn nhu lại hơi sững sờ nàng không hiểu cảm thấy câu nói này có chút cổ quái nhưng nhất thời bán hội lại không nói ra được. Đúng rồi. Hàng nhu muội muội nghe nói đại hạ thư viện có không ít người đã để mắt tới ta, việc này ngươi biết không? Cố Cẩm Niên tiếp tục dò hỏi. Ân. Ừ. Nghe nói qua. Bất quá cùng ta phụ thân quan hệ không lớn, cũng cùng năm nước sự tình không lớn. Chủ yếu vẫn là ca ca trong nhà nguyên nhân. Dương Hàng Nhu cho trả lời. Nhà ta. Lúc này đến phiên cố cẩm niên có chút hiếu kỳ. Hắn xuyên qua tới nửa tháng, nửa trước tháng đều ở vào tương đối ngây ngô trạng thái, mặc dù đại khái biết cố gia tình huống, nhưng đối với sự tình khác, cố cẩm niên thật đúng là không biết. Cẩm niên ca ca nhàn tình nhã trí quá lâu, rất nhiều chuyện đều vô tâm chú ý. Mấy tháng trước, bệ hạ vô ý nhất lên biên cảnh 13 thành sự tình, dẫn tới văn võ chi tranh. Chỉ là tháng 9, bốn vị tham tướng bị giáng chức, sáu vị đô thống bị cách chức lại bộ hình bộ hộ bộ ba bộ liên thủ điều tra binh bộ tam doanh mà quan văn bên trong lục bộ bên trong một cái thị lan ba cái viên ngoại lan bảy cái chủ bộ mười hai tên hàng lâm quan cũng bị cách chức mà lại có một nửa đều là bị cố gia điều tra xin hỏi ca ca đại hạ thư viện đám kia nho sinh sẽ bỏ qua ngày sau đáng tiếc mùi mùi chỉ là một giới nhược nữ tử nếu là thân nam nhi còn có thể giúp ca ca một phen. Dương Hàng Nhu rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác, bất quá nàng một phen ngược lại là đem nhà mình hái sạch sẽ. Nghe xong lời nói này, cố cẩm niên trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể rời đi lợi ích. Trên thế giới này liền không có vô duyên vô cớ thù, cứ như vậy, dư luận xôn xao, cố cẩm niên liền hiểu được. Đám văn thần này nhắm vào mình cũng hợp tình hợp lý cố gia là võ tướng tập đoàn hạch tâm đại biểu khẳng định là chủ trương đánh trận nho sinh là quan văn tập đoàn nhân vật trọng yếu khẳng định là không hy vọng đánh trận dù sao treo lên trượng lai rất nhiều chuyện liền phiền toái hạch tâm nhất căn bản chính là võ tướng địa vị thẳng tắp tiêu thăng mà lại trong khoảng thời gian này võ tướng liền có thể làm quá nhiều chuyện làm hậu thay mặt trải đường cũng tốt vơ vét của cải cũng được nói tóm lại to lớn vương triều nhất định phải quay chung quanh võ tướng đến bố cục đám văn thần này lợi hại hơn nữa cũng phải thành thành thật thật nhượng bộ dù sao cầm đánh thua cũng không phải mất mặt đơn giản như vậy liên lụy đến chính là quốc vận cũng là quốc thổ đương nhiên đối với quan văn tới nói lớn nhất ảnh hưởng chính là đánh vỡ cân bằng minh bạch điểm ấy về sau cố cẩm niên cũng liền không nói nhiều cái gì nhưng nhìn xem Dương Hàng Nhu như vậy cười trên nỗi đau của người khác, cố cẩm niên cũng không muốn ăn thiệt thòi. Cũng không phải không có cách nào. Ta hôm nay trở về tìm ta gia gia một chuyến, liền nói Hàng Nhu muội muội đối ta cố ý, người ta không đánh nhau thì không quen biết, để cho ta gia gia đi Dương Phủ cầu hôn, chỉ cần ngươi nguyện ý, coi như phụ thân ngươi không chịu cũng vô dụng. Đến lúc đó chúng ta chính là văn võ thông gia, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng, đã có thể bảo toàn ta cũng có thể thành toàn ngươi, hàng nhu mùi mùi, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Cẩm Niên một mặt chân thành nói. Mà Dương Hàng Nhu trên mặt cười nhạt trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt có chút khó coi. Nàng đối Cố Cẩm Niên không có gì đặc biệt hảo cảm, nhưng cũng không có gì đặc biệt ác cảm, chỉ bất quá nàng thích ý người, nhất định phải là loại kia văn thải bay lên người. Cố Cẩm Niên ở trong mắt nàng xem ra, đơn giản là đầu cái tốt thai thôi, về sau nếu là cố gia không ngã, cố cẩm niên còn có thể hưởng phúc, nếu là cố gia đổ, cố cẩm niên đáng là gì? Cho nên đối cố cẩm niên lần này đề nghị, nàng một chút hứng thú đều không có, thậm chí còn có chút sợ hãi, sợ cố cẩm niên tưởng thật. Mà nhìn thấy Dương Hàng Nhu ngưng tụ ra nhàn nhạt oán khí, cố cẩm niên dễ chịu. Cẩm niên ca ca, lần này đại hạ thư viện viện trưởng, cũng không phải là phụ thân ta, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dương Hàng Nhu lên tiếng nàng sợ cố cẩm niên coi là thật đi cầu hôn là ai không phải dương khai cái này có chút làm cho người hiếu kỳ a à. dương khai chính là đại hạ lễ bộ thượng thư thân cư viện trưởng chi vị hợp tình hợp lý không rõ ràng nghe ta phụ thân nói sẽ mời đến một vị chân chính đại nho có thánh nhân chi tư dương hàn nhu lên tiếng nói thánh nhân chi tư cố cẩm niên hoàn toàn chính xác tò mò nhưng hắn không có tiếp tục hỏi nhiều mà lại tiếp tục tiến lên không bao lâu hai người trước sau bước vào trong học đường đưa tới không ít kinh ngạc ánh mắt ai có thể tưởng tượng đạt được dương hàn nhu cùng cố cẩm niên thế mà đi cùng một chỗ đối mặt cái này đám người ánh mắt kinh ngạc cố cẩm niên bạn chơi từng cái rung động qua đi nhìn không được cho cố cẩm niên giơ ngón tay cái duy chỉ có trương quân sắc mặt âm trầm như nước mà bước vào học đường Dương Hàng Nhu cũng lại một lần nữa hóa thành ta thấy mà yêu văn nhược mỹ nhân, không có khe hở dính liền. Sau đó chương trình học, vẫn như cũ là vẽ luyện chữ. Cố Cẩm Niên không có suy nghĩ nhiều cái gì. Thành thành thật thật luyện chữ. Sau hai canh giờ, theo tiếng chuông vang lên, đám người đứng dậy rời đi. Mà một thân ảnh cũng xuất hiện tại thư phòng ở trong. Là Trương Quân Cha, Trương Vân Hải thân ảnh ở thời Lê Sơ Thịnh Thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chính kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Đại hạ thư viện sắp đến. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio chương trước trở về một lục chương sau trở về trang sách văn tâm thư phòng theo tiếng chuông vang lên tất cả học sinh nhao nhao rời đi mà bình tĩnh trong thư trai xuất hiện một bóng người trương vân hải bộ pháp rất nhanh tự hồ là có cái gì phải gấp sự tình đi thẳng tới chính đường bên trong tìm tới thư phòng viện trưởng trương huynh chuyện gì như thế vội vàng theo một người trung niên nam tử đến trương vân hải lập tức đứng dậy chu tiên sinh viện trưởng chức vụ đã định ra tới trương vân hải mở miệng là ai nghe đến lời này thư phòng viện trưởng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía trương vân hải tô văn cảnh tô đại gia trương vân đổi chậm rãi lên tiếng theo lời này nói chuyện thư phòng viện trưởng thần sắc không khỏi biến đổi thậm chí nhìn không được hoảng sợ nói văn cảnh bán thánh đây không có khả năng hắn không phải ẩn lui sao? Cái sau kinh hô, căn bản liền không nghĩ tới triều đình thế mà mời đến vị đại nhân vật này chấp trưởng đại hạ thư viện. Là ẩn lui. Nhưng nghe nói là bệ hạ tự mình mời tới. Văn cảnh tiên sinh chấp trưởng đại hạ thư viện, lần này chỉ sợ có chút phiền phức. Trương Vân Hải cho trả lời, đồng thời cũng lộ ra ngượng nghịu. Cái sau trầm mặt không nói. Tại trong đường vừa đi vừa về độ bước, không biết đang tính toán cái gì. Tô Văn Cảnh. Đương đại đại nho, mà lại đã tiếp xúc đến thánh đạo, sinh thời vô cùng có khả năng trở thành bán thánh. Kinh khủng nhất là, Tô Văn Cảnh không muốn tham chính, vì người đọc sách mẫu mực cùng thanh lưu, đọc sách làm quan đây là chuyện tất nhiên, nhưng vào quan trường, không thể thiếu một chút tin đồn. Đây là trạng thái bình thường. Mà Tô Văn Cảnh loại này thanh lưu, lại có thể được đến thiên hạ người đọc sách kính nể, cũng là bởi vì hắn không vào quan trường. Kể từ đó, rất nhiều kế hoạch liền triệt để bị đánh vỡ. Tại vị mưu chức, vô luận là có hay không đại nho, vào quan trường, liền có được quyền lực cùng chức vị, trải qua không ngừng diễn hóa, cuối cùng sẽ hình thành khổng lồ quan văn tập đoàn. Tuy có hạo nhiên chính khí, hết thảy nhìn như rất công bằng, nhưng trên thực tế không công bằng địa phương khắp nơi đều có. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, khoa cử nhập bản 72 người, nhưng mà 72 cùng 73 hai người này văn chương không kém nhiều. Nhưng cái này 73 tên là võ tướng về sau, tại không có bất luận cái gì lợi ích tình huống dưới, trên cơ bản tất cả thẩm giám khảo cũng sẽ không lựa chọn hắn. Đây chính là công bằng phía dưới không công bằng. Đại hạ thư viện chính là đại hạ vương triều học phủ cao nhất, những năm qua đều là lễ bộ thượng thư Dương Khai đem khống, thân là lễ bộ thượng thư, đương nhiên sẽ không làm chút tay chân loại hình nhưng phía dưới người không giống, trong này học vấn quá lớn, là ân tình cũng là quan đạo. Ngoài trừ ưu tú nhất 10 vị trí đầu người, còn lại hoặc nhiều hoặc ít pha tạp rất nhiều yếu tố chính trị. Nhưng mà, bây giờ bệ hạ tự mình mời đến tô văn cảnh chấp trưởng đại hạ thư viện, đôi này quan văn tập đoàn khẳng định có chỗ chèn ép. Không chỉ là trước mắt chèn ép, chủ yếu hơn vẫn là tín hiệu. Phải chăng muốn bồi dưỡng một cổ thế lực mới? bồi dưỡng thế lực mới mục đích là cái gì? Bức bách văn thần đồng ý chiến tranh. Triều đình không việc nhỏ, hoàng đế bất kỳ một chuyện gì, đều bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, mỗi một chuyện đều muốn tới tới lui lui suy nghĩ mấy lần. Đây chính là quan trường. Trương Huynh, bệ hạ tự mình đi tìm tô tiên sinh, có thể hay không mang tới thái tử. Thư phòng viện trưởng dừng lại bước chân, nhìn về phía Trương Vân Hải hỏi. Không có, thái tử cũng là vừa mới biết được, cho nên ngu đệ mới có thể lo lắng như thế. Trương Vân Hải lên tiếng, cáo tri đối phương chuyện này. Thái tử vừa mới biết được. Một nháy mắt, thư phòng viện tử càng thêm trầm mặt. Bây giờ, Vĩnh Thịnh Hoàng đế mặc dù không có đến tuổi xế chiều, nhưng cũng không trẻ, lúc tuổi còn trẻ cùng thái tổ chinh chiến, trung niên đi sau động kiến đức khó, trên thân tất cả đều là bệnh cũ. Không chừng ngày đó liền băng hà đương nhiên thân là thần tử khẳng định không hy vọng hoàng đế băng hà nhưng bất cứ chuyện gì đều muốn làm tốt sách lược vẹn toàn bọn hắn là thái tử người thậm chí cả triều văn thần có bảy thành đều là thái tử dưới trướng đại hạ hoàng đế mời đến tô văn cảnh nhưng không có cáo tri thái tử chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một cái cực kỳ tốt tín hiệu văn cảnh tiên sinh vi huynh cũng mười phần kính nể chính là đương đại đại nho lần này rời núi khả năng coi là thật đột phá đến bán thánh cảnh hắn chấp chưởng đại hà thư viện cũng là phù hợp chỉ bất quá nghe nói văn cảnh tiên sinh có chút cổ quái cũng chính bởi vì những này cổ quái cho nên cùng hắn huynh trưởng có to lớn ngăn cách nhưng bất kể như thế nào chúng ta vẫn là không cần loạn ngữ chuyện này bệ hạ như là đã quyết định nghĩ đến nói cái gì đều vô dụng còn nữa nếu là làm chút động tác sẽ chọc cho đến thanh lưu một phái người đọc sách công kích đến lúc đó càng thêm phiền phức văn cảnh tiên sinh lúc nào đến thư phòng viện trưởng trầm tư qua đi chậm rãi mở miệng cái này cũng không rõ ràng còn có một chuyện văn cảnh tiên sinh huynh trưởng đi phù la chấp chưởng phù la thư viện trương vân hải lần nữa nói ra một cái tân bí để thư phòng viện trưởng biến sắc đi phù la thư viện trách không được bệ hạ tự mình đi mời văn cảnh tiên sinh rời núi thư phòng viện trưởng sợ hãi tháng phục. Tô Văn Cảnh chính là đương đại đại nho, vô cùng có khả năng trở thành bán thánh tồn tại. Nhưng Tô Văn Cảnh huynh trưởng lại là chân chính bán thánh, hai người cùng cha khác mẹ, nhưng nho đạo phía trên, Tô Văn Cảnh huynh trưởng muốn hơi thắng một bậc, một môn sông nho. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Văn Cảnh danh khí mới có thể như vậy vang dội. Có thể để người không nghĩ tới chính là Tô Văn Cảnh huynh trưởng thế mà đi phù la vương triều. Đông Hoang cảnh nội, có Tam Đại Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều, Phụ La Vương Triều, còn có Đại Kim Vương Triều. Đại Kim Vương Triều thực lực mạnh nhất, Đại Hạ Vương Triều thứ hai, Phụ La Vương Triều thứ ba. Dù sao Đại Hạ Vương Triều thành lập ban đầu, trước đó là 10 nước tranh bá, nếu không phải Thái Tổ hàng thế, bình loạn ngoại tộc, quét ngang 10 nước, cũng không có Đại Hạ mà nói. Đại Hạ Vương Triều siêu việt Đại Kim Vương Triều cũng là ở trong tầm tay, nếu như không phải xuất hiện kiến đức khó, đoán chừng càng nhanh. Nhưng chính là bởi vì kiến đức khó, dẫn đến Đại Hạ Vương Triều Lâm vào nội loạn 12 năm, bị kéo 12 năm phát triển, cho nên thân xếp thứ hai. Chuyện này cũng đã trở thành đương kim thánh thượng sĩ nhục lớn nhất. Cũng là không ít người đọc sách công kích một trong. Ân. Huynh trưởng, lần này chúng ta coi là thật yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Trương Vân Hải tiếp tục lên tiếng hỏi. Ân như văn cảnh tiên sinh huynh trưởng không có đi phù la, chúng ta còn có thể từ đó quanh có một hai. Nhưng văn cảnh tiên sinh đi phù la, bệ hạ tâm ý ta hiểu. Lần này đại hạ thư viện, chúng ta ngàn vạn không thể nhúng tay, liền để văn cảnh tiên sinh tới đi. Thư phòng viện trưởng chậm rãi nói, định ra chủ ý. Được. Đã như vậy, kia ngu để cáo tri những đồng liêu khác, miễn cho náo ra loạn sự tình. Trương Vân Hải cũng phụ vừa nói nói. Đi thôi." Cái sau nhẹ gật đầu, lập tức Trương Vân Hải liền trực tiếp trời đi thư phòng. Mà cùng lúc đó, Đại Hạ Kinh Đô, Cố gia. Theo Cố Cẩm Niên vừa mới trở lại trong phủ đệ, vừa mới chuẩn bị đọc sách ngưng khí lúc, Lục Thúc thân ảnh liền xuất hiện ở trong viện. "Cẩm Niên, đến, Lục Thúc có việc nói cho ngươi." Phản phất là cố ý chờ đợi, Cố Cẩm Niên Lục Thúc Cố Ninh Nhai nở nụ cười nói: Lục Thúc, ngươi làm sao cảm giác không chuyện làm a? À, làm sao ba ngày hai đầu hướng trong nhà chạy? Ngươi bị cách chức rồi. Vẫn là bị giá không? Cố Cẩm Niên đến gần, đồng thời một mặt tò mò nhìn mình vị này Lục Thúc. Cũng không phải cố Cẩm Niên ác miệng, so sánh cái khác mấy cái Thúc Thúc, mình cái này Lục Thúc quả nhiên là nhàn không chuyện làm. Dù sao cũng là Huyền Đăng Ti phó chỉ huy sứ a trên triều đình trên dưới hạ nhiều ít sự tình muốn làm làm sao cảm giác rất nhàn đồng dạng cẩm niên ngươi làm sao bệnh nặng một trận về sau tính tình cảm giác thay đổi đồng dạng a dĩ vãng ngươi thấy ta tới lần kia không phải mặt mày hớn hở cố ninh nhai có chút buồn bực cũng không chờ cố cẩm niên nói cái gì hắn liền trực tiếp ông lấy cố cẩm niên cổ nói cẩm niên nói với ngươi một tin tức tốt lần này đại hạ thư viện viện trưởng không phải dương khai đảm nhiệm biến thành người khác không phải trên triều đình đám kia toan nho ngươi lần này may mắn cố ninh nhai có chút không kịp chờ đợi đem chuyện này cáo tri cố cẩm niên không phải dương khai đó là ai cố cẩm niên cũng không ngạc nhiên việc này dương hàn nhu cáo tri qua bất quá cố cẩm niên rất hiếu kỳ triều đình sẽ để cho ai đảm đương viện trưởng đại danh đỉnh đỉnh bán thánh tô văn cảnh cố ninh nhai đè ép thanh âm, cáo tri cố cẩm niên. Tô Văn Cảnh Nghe được cái tên này, cố cẩm niên khẽ nhíu mày, trong đầu lập tức hiển hiện đại lượng tin tức. Hắn thế mà được mời ra rồi. Sau một khắc, cố cẩm niên không khỏi tắt lưỡi. Thông qua trong đầu ký ức, cố cẩm niên biết cái này Tô Văn Cảnh, thế nhưng là đương đại văn nhân mẫu mực. Đại hạ người đọc sách mẫu mực. 30 tuổi liền trở thành đại nho, bây giờ cũng đến tuổi lục tuần, khoảng cách bán thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa. Cho nên bị thế nhân tôn xưng bán thánh. Cố cẩm niên thật không nghĩ tới là hắn. Ân. Ừ. Cho nên nói tiểu tử ngươi vận khí tốt a. À. Tô văn cảnh tính tình cổ quái, nhưng không màng danh lợi, là gia gia ngươi số lượng không nhiều bội phục người đọc sách. Nguyên bản ta còn lo lắng, đại hạ thư viện đám người kia sẽ tìm làm phiền ngươi, hiện tại có văn cảnh tiên sinh tại, nghĩ đến sẽ tốt hơn nhiều. Cố ninh nhai nói như thế. Đã hiểu. Cố cẩm niên nhẹ gật đầu, nhà mình gia gia kính nể người, nghĩ đến khẳng định cùng bình thường người đọc sách có khác biệt về bản chất. Bất quá đại hạ thư viện tìm không tìm mình phiền phức, cố cẩm niên cũng không quan trọng. Đúng rồi, cẩm niên, chờ đại hạ thư viện khai giảng thời điểm, có cái gọi tô hoài ngọc người sẽ tìm đến ngươi. Hắn sẽ phụ tá ngươi điều tra chân tướng, bất quá minh ý bên trên là đến bảo vệ ngươi, vùng trộm điều tra ngươi không cần ước thúc hắn cái gì cũng có thể hoàn toàn tin tưởng hắn nhưng gia sự không muốn nói với hắn là được cố ninh nhai nói lên chính sự cáo tri cố cẩm niên chuyện này minh bạch đúng rồi lục thúc có chuyện gì tìm ngươi cố cẩm niên đem tin tức này nhận lấy đồng thời nhìn về phía cố ninh nhai nói lên một sự kiện chuyện gì cố ninh nhai hỏi lục thúc ngươi có bạc không cho điểm cố cẩm niên vươn tay ra trong đầu còn có một gốc khắc kim cổ thụ dưới mắt không có việc gì nhưng có chuẩn bị không ưu sầu kiếm một ít bạc không phải chuyện xấu ngươi muốn bạc làm gì nặc cầm đi tiết kiệm một chút hoa cố ninh nhai tràn đầy hiếu kỳ đồng thời từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa cho cố cẩm niên liền cái này cố cẩm niên nhìn qua cố ninh nhai trong tay mấy lượng bạc vụn trong mắt tràn đầy nghi hoặc cái này vẫn còn chê ít. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi lục thúc ta lương tháng cũng bất quá 200 lượng bạc, cái này nói hết lời năm lượng bạc có a? Trong tộc lại không cho bạc hoa. Cố Ninh Nhai có chút tức giận. Không đúng, trong tộc tuy nói không cho bạc, nhưng từ kho phụ cấp luôn có a. Lục thúc, ngươi nói hết lời là cái Huyền đăng ti phó chỉ huy sứ, trong tộc chẳng lẽ không cho ngươi tư kho phụ cấp? Cố Cẩm Niên dò hỏi cho a. À. Bất quá tư kho chi tiêu nhiều lắm, ngươi lục thúc cũng không có nhiều bạc, cẩm niên, ta nói một câu ngươi một mực nhớ kỹ. Càng lớn quan, qua ngược lại không có bọn thủ hạ thoải mái, cầm bạc nói, đừng nhìn ngươi lục thúc là cái phó chỉ huy sứ, từ quan to tam phẩm. Trong tộc cho tư kho nhiều, có thể lên trên dưới hạ nơi đó không cần chuẩn bị. Bạc thứ này, không có người sẽ ngại nhiều, thanh liêm cũng tốt, ăn hối lộ cũng được, làm quan muốn sai sử người, liền phải cho phía dưới người dùng tiền không trả tiền nói lại nhiều đều là dư thừa cố ninh nhai ý vị thâm trường nói đối với lời này cố cẩm niên ghi ở trong lòng hắn hoàn toàn minh bạch lục thúc ngươi nói nhiều như vậy vô dụng a à, ngươi còn có bao nhiêu cho ta điểm vung cố cẩm niên tiếp tục đòi hỏi thật không có bao nhiêu ngươi muốn bao nhiêu ta đi cấp ngươi làm điểm cố ninh nhai có chút bất đắc dĩ một ngàn lượng hoàng kim có sao cố cẩm niên hỏi lăng sau một khắc cố ninh nhai trực tiếp trở mặt cũng không cho cố cẩm niên bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi xoay người chạy một ngàn lượng hoàng kim hắn liền xem như có cũng không có khả năng cho cố cẩm niên a à, quay đầu cố cẩm niên cầm tiền này đi làm chút không nên làm sự tình xui xẻo lại là chính mình nhìn qua nhanh như chớp liền chạy lục thúc cố cẩm niên thở dài nói tới nói lui vẫn là không có cặp quan cả nhà đều đem mình làm hài đồng căn bản liền không cho lương tháng muốn đưa tay đòi hỏi cũng phiền phức tìm không ra cái phù hợp lý do được rồi được rồi cố cẩm niên không có gì xoắn suýt hướng thẳng đến trong phòng bắt đầu tiếp tục đọc sách gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cũng không có ý định đi thư phòng ngay tại trong nhà đọc sách đại hạ thư viện sắp đến mình nhất định phải tranh thủ thời gian ngưng tụ ra nho đạo trái cây. Không phải tâm cuối cùng bất an a. À. Trước mắt trong đầu còn có một viên oán khí quả, bất quá thể tích không lớn, cố cẩm niên cũng không có ý định hái. Không bằng chờ lại lớn điểm hái. Như thế, trong nháy mắt, chính là bảy ngày trôi qua. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Bản Thánh Lâm, Mới Học Hiển, Thiên Địa Kinh Biến Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngày 25 tháng 9 Đối với toàn bộ Đại Hạ Kinh Đô tới nói, cái này 7 ngày phát sinh một chút việc nhỏ. Huyền Đăng Tiên nhằm vào dân gian tin đồn các loại chèn ép, bắt không ít người, nhưng không có nghiêm trị, chỉ là trên miệng cảnh cáo một phen cũng coi là hữu hiệu ngăn lại lời đồn lan tràn. Cùng lúc đó, một chút cái khác lời đồn cũng bị nhau nhau truyền ra. Lần này đại hạ thư viện viện trưởng không khỏi lễ bộ thượng thư đảm đương, nghe nói là bởi vì lễ bộ thượng thư bao che tôn nữ, cố ý hãm hại cố gia trưởng Tôn Cố Cẩm Niên. Từ đó mất đi văn nhân khí khái, bị vạch tội hạ vị, đã mất đi đại hạ thư viện viện trưởng chi vị. Loại này tin tức ngầm nguyên bản cũng không tính là gì, nhưng tăng thêm đại hạ thư viện lập tức liền có khác biệt ý tứ. Trong lúc nhất thời, cũng đưa tới đám người nhiệt nghị. Dù sao cố cẩm niên sự tình không cho đàm, dù sao cũng phải có đề tài đi. Chỉ bất quá, đây đều là một chút dân sinh nghị luận sự tình. Trước mắt toàn bộ đại hạ kinh đô chuyện quan tâm nhất, vẫn là sắp khai giảng đại hạ thư viện. Mà trong kinh đô, trong khoảng thời gian này cũng lục tục ngon ngoe tới không ít gương mặt lạ sau dĩ vãng muốn náo nhiệt rất nhiều. Giờ này khắc này. Đại hạ trong thư viện. Một chiếc xe ngựa cũng chậm rãi xuất hiện tại trong thư viện. Đại hạ thư viện, ở vào đại hạ kinh đô Tây ngoại ô cảnh, toàn bộ thư viện chiếm diện tích 3.500 mẫu, có đại điện 36 tòa, cung phụng nho đạo tiên hiền, đình viện vô số kể, quỳnh lâu ngọc vũ, ngói xanh chung manh, giang khắp nơi. Nơi này chính là đại hạ thư viện. Chỉ là học sinh chỗ ở, liền có trên trăm gian, là đại hạ học phủ cao nhất. Theo xe ngựa đến. Mấy trăm người tụ tập tại thư viện cổng, lộ ra cung kính dị thường. Những người này bên trong, không thiếu khuyết đại nho. Nhưng vẫn như cũ lộ ra tôn trọng. Bởi vì xe ngựa phía trên người, chính là đại hạ nho đạo đại biểu một trong, tô văn cảnh. Theo một thanh âm vang lên. Xa ngựa dừng lại. Sau đó, một người mặc tố y lão giả, chậm rãi từ trong xe ngựa đi xuống. Lão giả tóc trắng phơ, nhưng tinh thần mười phần, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt cũng thanh tịnh, không có một tia đục ngầu. Chủ yếu hơn chính là, lão giả chung quanh tản ra một cổ khí, đây là nho đạo hạo nhiên chính khí. Thanh bạch nhị sắc, duy chỉ có đại nho mới có thể nhìn ra. Chúng ta bái kiến bán thánh. Sau một khắc, mấy trăm người cùng nhau hướng phía lão giả xoay người thở dài, lấy đó tôn trọng, bọn hắn xưng bán thánh chư vị nói quá lời chư vị khách khí tô văn cảnh đi xuống xe ngựa nhìn xem đám người kính bái không khỏi hướng phía đám người đáp lễ không có một tia làm ra vẻ tiên sinh đại tài mặc dù không phải bán thánh nhưng khoảng cách bán thánh cũng bất quá khoảng cách nửa bước chúng ta kính trọng nói một tiếng bán thánh đúng là nên đúng vậy a à, đúng vậy a à. văn cảnh bán thánh đích thân tới đại hạ thư viện bồng tất sinh huy đám người mở miệng lần nữa từng cái khuôn mặt cung kính khiêm khiêm hữu lễ trước mắt vị này thế nhưng là đương đại nho đạo đại biểu người a à. bây giờ tức thì bị bệ hạ mời đến địa vị cao thượng làm bọn hắn không dám làm càng tiên sinh xin mời đi theo ta lúc này trương vân hải thân ảnh xuất hiện hắn sắc mặt cung kính mời tô văn cảnh nhập trong thư viện đường cái sau nhẹ gật đầu sắc mặt ôn hòa hướng phía trong đường đi đến rất nhanh ước chừng một khắc đồng hồ sau mọi người đi tới nội đường không đợi tô văn cảnh nói cái gì liền được an bài chí thượng tòa những người còn lại cũng đều tự tìm vị ngồi xuống xuống tới văn cảnh tiên sinh một đường xe ngựa mệt nhọc vất vả ngay trương vân hải lên tiếng hắn hôm nay tới là đại biểu lễ bộ thượng thư dương khai đến đây một đường phong cảnh làm bạn không tính vất vả tô văn cảnh khẽ cười nói hắn ngồi ngay ngắn ở chính đường thủ tọa bên trên mặc dù không có lộ ra bất luận cái gì một tia phong mang thậm chí mặt mũi tràn đầy hiền lành nhưng phát ra hạo nhiên chính khí lại khiến ở đây tất cả mọi người rung động cổ lực lượng này rất khủng bố là thánh ý tô văn cảnh mặc dù không có triệt để trở thành bán thánh nhưng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm không phải không cách nào sinh ra khủng bố như thế khí thế đợi đám người ngồi xuống, thanh âm cũng theo đó vang lên. Văn cảnh tiên sinh, không ngờ tới, một ngày kia bệ hạ thế mà có thể đem ngài mời đến chấp chưởng đại hạ thư viện. Chúng ta trong lòng vui vẻ không được, có văn cảnh tiên sinh tại đại hạ thư viện chỉ sợ nâng cao một bước. Bất quá tiên sinh mới đến, thư viện định lâu chiếm đa số, nhiều người phức tạp, nếu như những cái kia không biết rõ địa phương, chỉ cần mở miệng, chúng ta sẽ đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng là trương vân hải mở miệng lời này nói chuyện mọi người nhất thời lộ ra tiếu dung bởi vì lời nói này xen lẫn một cái khác trọng ý nghĩ chỉ cần mở miệng liền đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng lời ngầm chính là nếu là ngài đức cao vọng trọng lại là bệ hạ mời tới chúng ta cũng không tốt nói cái gì chỉ bất quá đại hạ thư viện nhiều người nhiều chỗ quá mức phức tạp ngài dạy một chút khóa cũng chẳng có gì những chuyện khác có chúng ta là được có chuyện gì ngươi phân phó xuống tới nếu có thể làm mọi người liền làm nếu là không có thể làm tin tưởng ngài cũng sẽ thông cảm chúng ta thủ tọa bên trên nghe đến lời này tô văn cảnh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía đám người nhưng chính là cái nhìn này trong chốc lát một cỗ lực lượng vô hình lan tràn đến trong đường tất cả mọi người cảm thấy một cỗ đáng sợ áp lực loại áp lực này làm cho người linh hồn chấn chiến. Trong chốc lát, đám người cẩn ngôn. Bọn hắn minh bạch, mình mới có hơi buồn cười. Trước mắt vị này chính là đến gần vô hạn bán thánh tồn tại, hơn nữa còn là nho đạo thanh lưu đại biểu, càng là bệ hạ ba mời mà đến đại nhân vật. Mình thế mà còn cùng loại người này có kè mặt cả. Thật sự không sợ chết sao? Đương nhiên, hết thảy vẫn là kính tuân tiên sinh chi ý. Tiên sinh chi tuệ, là chúng ta không cách nào có thể bằng người, nghĩ đến không cần mấy ngày, tiên sinh liền biết rõ hết thảy. Trương Vân Hải vội vàng lên tiếng, sửa đổi mình mới lời nói. Chư vị nói quá lời. Chỉ cần có thể dạy học sinh tốt, hết thảy vị tốt. Tô Văn Cảnh cười nhạt một tiếng, sau đó cổ này áp lực trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một bản sách nhỏ, chậm rãi đặt lên bàn. Lão phu thoái ẩn 14 năm, đang dạy học bên trên có rất nhiều cảm ngộ. Lần này bệ hạ mời lão phu đến đây, cũng vừa lúc có thể đem những này cảm ngộ thi hành, nhìn xem có thể hay không vì ta đại hạ bồi dưỡng một số người mới. Nhìn chung đại hạ lập quốc đến nay, ba vị thánh thượng giống nhau kính trọng chúng ta người đọc sách. Thậm chí mấy năm liên tục cấp phát, xây dựng thư viện, bồi dưỡng học sinh. Nhưng mà, những năm gần đây, lão phu ngẫu nhiên phát hiện, thế nhân đọc sách, có bảy tám phần mười đang học chết sách. 14 năm suy tư để lão phu hiểu ra, vì vậy viết xuống thiên văn chương này, lấy đại hạ thư viện vì điểm, phổ biến mới học. Tô Văn Cảnh lên tiếng. Hắn nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng nói vừa xong, mọi người đều nhìn lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Văn Cảnh lần này tới không chỉ là dạy học, mà là muốn phổ biến mới học. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. À. Xin hỏi tiên sinh, như thế nào mới học? trương vân hải mở miệng do hỏi lập đức trước đây đọc sách ở phía sau tùy từng người mà khác nhau hữu giáo vô loại tô văn cảnh lạnh nhạt lên tiếng ngay sau đó tiếp tục mở miệng thiên hà thư viện đều là dạy người đọc sách tại lão phu xem ra bất quá là học bằng cách nhớ thôi nếu không có đức có thể nào minh trong sách đạo lý còn nữa chúng ta người đọc sách cũng không thể chỉ lấy thi từ văn chương đến bình phán cao thấp nên trăm hoa đua nở, đều có dài. Lần này đại hạ thư viện chiêu sinh, không thể lại theo dĩ vãng quy cũ bình chọn. Lúc này lấy mới học, phàm nhập thư viện người, có đức hạnh, không đức người, không thể trúng tuyển. Lại mở thiết cầm kỳ thư họa, thiên công địa lý dân sinh nông nghiệp các loại học đường, thi từ văn chương sắp xếp về sau, thi hành hữu giáo vô loại. Nói một cách khác, có năng khiếu người, đều có thể nhập đại hạ thư viện, vô luận nam nữ không phân chức nghiệp. Tô Văn Cảnh nói ra mình mới học. Giờ khắc này, mọi người tại đây là triệt để ngồi không yên. Lúc đầu nghe còn cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ nghe xong, cảm thấy vấn đề quá lớn. Hữu giáo vô loại, cầm kỳ thư họa, thiên công địa lý, dân sinh nông nghiệp, loại này cũng thu. Chủ yếu hơn chính là, cái này vô luận nam nữ, không phân chức nghiệp, càng là khiêu chiến bọn hắn tranh giới cuối cùng cùng lợi ích a. À? Đại hạ thư viện là địa phương nào? Đại hạ học phủ cao nhất. Có thế ở chỗ này học tập người, đều là đọc sách chất liệu tốt, mà những người đọc sách này đến từ nơi nào? Đơn giản chính là thế gia vang hay là hàng môn quý tử? Bất quá, cho dù là hàng môn quý tử, phía sau hoặc nhiều hoặc ít có thế gia cái bóng, không được thế gia giúp đỡ, muốn một đường đọc sách đi lên, trăm vạn cái người đọc sách cũng không tìm tới một cái. Thay lời khác tới nói, Dựa theo thông thường thao tác, đại hạ thư viện học sinh, trên cơ bản đều là bọn hắn người. Có lẽ không phải trực hệ, nhưng cũng là nào đó nào đó bằng hữu, nào đó nào đó đồng liêu, hoặc là phía sau mình thế gia hậu nhân. Từ đó sinh ra mạng lưới quan hệ to lớn cùng thế lực. Từ xưa đến nay, nào có bất hủ vương triều, nhưng lại có trường tồn thế gia. Mà những thế gia này căn nguyên, bộ phận chủ yếu chính là các đại thư viện cho đến đại hạ thư viện loại này học phủ cao nhất hiện tại tô văn cảnh một phen để bọn hắn ý thức được có phiền phức tới hữu giáo vô loại thiết lập đủ loại học khóa bọn hắn không quan tâm cái gì cũng không lấy thi từ văn chương làm chủ liền mang ý nghĩa tuyển chọn quyền bị trực tiếp tước đoạt đến lúc đó nâng đỡ một nhóm chân chính hàng môn tử đệ đây chính là một cổ tân sinh lực lượng tương lai vào ở triều đình về sau cổ lực lượng này liền sẽ đối bọn hắn sinh ra uy hiếp nhưng đây không phải để bọn hắn biến sắc nguyên nhân nguyên nhân chân chính là tô văn cảnh là ai mời tới là làm triều thánh bên trên mời tới đây có phải hay không là nói bệ hạ cố ý muốn nâng đỡ một nhóm tân sinh lực lượng cùng thế gia không quan hệ để mà chèn ép bọn hắn bọn hắn không biết cũng không dám xác định nhưng vô luận phải hay không phải chuyện này bọn hắn không thể đáp ứng. Tiên sinh Mới học mà nói, thật là không tệ, hữu giáo vô loại, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, thật sự là để cho chúng ta kính nể không thôi. Bất quá việc này vẫn là phải cùng Dương Đại Nhân trao đổi một hai, dù sao tiếp qua 10 ngày tả hữu, Đại Hạ Thư Viện Chiêu Sinh liền muốn bắt đầu. Lâm thời sửa đổi, chỉ sợ có chút phiền phức. Trương Vân Hải mở miệng. Chuyện này khẳng định không thể đáp ứng nhưng hắn không có cự tuyệt, càng không khả năng cùng một vị chuẩn bán thánh khiêu chiến, chỉ có thể dùng loại này uyển chuyển phương thức. Nhưng mà, lời này nói chuyện, còn không đợi những người còn lại phụ họa. Tô Văn cảnh thanh âm không khỏi vang lên. Dương Khai sao? Lão phu mấy chục năm chưa từng gặp qua hắn, nhớ mang máng năm đó ta chấp chưởng trời lộc học viện thời điểm, Dương Khai xem như lão phu học sinh. Bây giờ xem ra, hắn thành đại hạ lễ bộ thượng thư quả nhiên là uy phong. Dám cùng lão phu hiệp thương như thế nào dạy học? Xem ra thật sự là tiền đồ. Các ngươi cũng không tệ, là lão phu không được." Tô Văn Cảnh bình tĩnh tự nhiên nói. Trong chốc lát, đám người liền vội vàng đứng lên, hướng phía Tô Văn Cảnh cúi đầu. "Tiên sinh nói quá lời. Chúng ta cũng không ý này." Đám người vội vàng cúi đầu, bọn hắn nơi đó dám thụ hạ a. À từng cái không dám nhiều lời đi không cần đến hỏi dương khai hắn đáp ứng cũng tốt không đáp ứng cũng tốt lão phu tính vì cố chấp đã quyết định liền sẽ không sửa đổi về phần khai giảng sự tình chư vị cũng chớ có lo lắng lão phu đã chuẩn bị xong dựa theo thông cáo phát hành ra ngoài là đủ tô văn cảnh lạnh nhạt nói ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ cũng không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm nhìn qua tô văn cảnh nghiêm túc đám người triệt để minh bạch trước mắt vị này là muốn làm một phen đại sự nhưng mà ngay tại có người chuẩn bị nói cái gì lúc đột ngột ở giữa một đạo kinh thiên triệt để thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa thanh âm Đình tai nhức ốc mọi người tại đây nghe được rõ ràng ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chính kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Thời đại vàng son, trên đời chấn kinh, thiên mệnh chi tranh, sửa chữa sau. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Oanh Một đạo đột ngột ầm ầm thanh âm vang vọng tại toàn bộ giữa thiên địa tất cả mọi người nghe thấy được đạo thanh âm này không có bất kỳ cái gì ngoại lệ giờ khắc này vô số ánh mắt tụ tập thiên khung đại hạ trong thư viện lại kinh thiên vang kết thúc về sau đám người không có bất kỳ cái gì nói nhảm hướng thẳng đến ngoài điện nhìn lại cho dù là tô văn cảnh cũng không khỏi khởi hành ra ngoài bước ra đường bên ngoài tất cả mọi người triệt để ngây ngẩn cả người chỉ gặp thiên khung phía trên, một đóa vạn trượng kim liên xuất hiện, chiếu rọi toàn bộ thần châu đại lục, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, làm cho người kinh ngạc. Kim liên thần thánh, đứng ở thiên khung phía trên, dị tượng kinh khủng, khiến thế nhân kính sợ. Đây là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Đại hạ trong thư viện, phần lớn người phát ra kinh ngạc thanh âm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh tượng, cảm thấy rung động, càng nhiều vẫn còn có chút sợ hãi. Đối không biết sợ hãi. Thiên mệnh. Là thiên mệnh. Đột ngột ở giữa, có người chỉ vào đóa này kim liên, âm thanh run rẩy nói. Lời này nói chuyện, cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đây là thiên mệnh. Văn Cảnh tiên sinh, cái này quả nhiên là thiên mệnh sao? Trương Vân Hải thanh âm vang lên, hắn hỏi thăm Tô Văn Cảnh, cũng không phải không tin người khác mà là tô văn cảnh càng có quyền uy tín là thiên mệnh toàn thân tắm rửa quan mang tô văn cảnh trong mắt cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc hắn tuy là chuẩn bán thánh nhưng nhìn đến như thế thiên địa dị tượng vẫn là không nhìn được trung động trong lòng văn cảnh tiên sinh thiên mệnh mà nói không phải trong cõi u minh chú định sao tại sao lại xuất hiện như vậy dị tượng còn nữa năm trăm năm một vòng thiên mệnh coi như năm nay bất quá là năm thứ nhất thôi làm sao lại dẫn tới khủng bố như thế thiên tượng cổ kim vãn lai mỗi năm trăm năm một lần thiên mệnh đều là từ nơi sâu xa chú định thường nhân không cách nào thôi diễn chỉ có có đức hạnh người nhưng hiểu thấu đáo bộ phận thiên cơ hôm nay chi cảnh tượng thật sự là vạn cổ khó gặp a à. từng đạo thanh âm vang lên bọn hắn trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc thiên mệnh mà nói bọn hắn đều hiểu Việc này không giả, nhưng thiên mệnh cũng sẽ không như vậy xuất hiện, liền nói 500 năm trước thiên mệnh, cũng là 100 năm trước thế nhân mới hiểu lựa chọn võ đạo. Cũng liền mang ý nghĩa, phía trước 300 năm không ai biết thiên mệnh là ai, lúc ấy nhiều cách nói lộn xộn, dù ai cũng không cách nào chắc chắn thiên mệnh lựa chọn cái gì. Mà lần này thiên mệnh, khắp nơi đều nói là nho đạo, là có bộ phận phỏng đoán cùng một chút có đức hạnh người suy tính ra. Nhưng cụ thể là cái gì? ai cũng không cách nào kết luận nhưng mà không giống chính là hôm nay thiên tượng quá kinh khủng đây là cổ kim vãn lai đều chuyện không có phát sinh qua mới vừa vặn năm thứ nhất thiên mệnh liền hiển thế cái này để người ta không nhiều lắm nghĩ cái gì mà thư viện bên trong đối mặt đám người nghi hoặc tô văn cảnh không có trả lời ngược lại là trong ánh mắt hiển lộ ra một tia nặng nề hắn có lẽ biết cái gì nhưng lại không thể nói ra được đám người hiếu kỳ, nhưng không có tiếp tục truy vấn, mà là bị cái này dị tượng chấn động. Loại này dị tượng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Mà lại dính đến thiên mệnh, càng làm cho bọn hắn không dám coi nhẹ. Thiên mệnh chi tranh, đây là thần châu tất cả sinh mệnh đều quan tâm đồ vật. Thiên mệnh lựa chọn bất luận cái gì hệ thống, liền mang ý nghĩa con đường này có cơ hội đi đến đỉnh phong, bước vào đệ bát cảnh. Lần này, có người suy tính thiên mệnh chọn nho đạo. Vì vậy, làm sao không khiến cái này người đọc sách chờ mong cùng kích động. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên kim liên, một nháy mắt hóa thành 50 đạo kim quang, hướng phía thần châu đại lục trớt xuống. Kim liên nổ tung. Chuyện này là sao nữa? Kim liên tại sao lại nổ tung? Trong lúc nhất thời, vô số người nghi hoặc, bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra, vô ý thức cho rằng xảy ra vấn đề chỉ là rất nhanh, có người cẩn thận nhìn lại, cái này 50 đạo kim quang hướng phía địa phương khác nhau rơi xuống, dẫn tới rất nhiều người truy đuổi. Bọn hắn không biết đây là vật gì, nhưng không có người sẽ cự tuyệt trên trời rơi xuống thần vật, trong lúc nhất thời vô số cường giả xuất thủ, muốn tranh đoạt kim quang. Quét sạch là Đại Hạ Cảnh Nội. Liền có chín đạo kim quang. Kim quang rơi hướng Đại Hạ Cảnh Nội, nhưng còn không đợi đám người kịp phản ứng, trước ba đạo kim quang hướng phía đại hạ hoàng cung dũng mãnh lao tới căn bản không cho bất luận kẻ nào phản ứng tốc độ gần như sắp đến siêu việt mắt thường thấy trực tiếp không có vào hoàng cung không biết đi nơi nào lại có ba đạo hướng phía đại hạ thư viện dũng mãnh lao tới không có vào trong thư viện sau đó dị tượng biến mất còn có ba đạo thì ngưng tụ tại đại hạ kinh đô trên không đây là thiên mệnh khí vận đến này khí vận người nhưng thụ thiên địa che chở tương lai có bước vào bát cảnh chi tư. Giờ này khắc này, đã có người kịp phản ứng đây là vật gì, không khỏi rống to, cáo tri thế nhân. Rất nhanh, mọi người biết được, tin tức cũng trong nháy mắt truyền ra. Đại hạ thư viện bên trong, đám người nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đại hạ hoàng cung, đến ba đạo thiên mệnh khí vận, tăng cường quốc vận, tương lai đại hạ, đem phồn vinh hưng thịnh. Đại hạ thư viện thế mà cũng có thể đạt được ba đạo thiên mệnh khí vận cái này mang ý nghĩa lần này thiên mệnh hoàn toàn chính xác lựa chọn nho đạo. Chỉ là đại hạ vương triều, liền lấy được chính đạo thiên mệnh khí vận, chẳng lẽ lại đại hạ vương triều coi là thật muốn thuận thế cuộc khởi sao? Từng đạo thanh âm vang lên, rất nhiều người phỏng đoán, thanh âm cực lớn, truyền đến chung quanh. Bọn hắn phỏng đoán, chính đạo thiên mệnh khí vận giáng lâm đại hạ vương triều, sẽ làm đại hạ vương triều triệt để cuộc khởi. Mà lúc này, đại hạ trong kinh đô, bách tính hưng phấn không thôi, hoàng cung bên trong, vĩnh thịnh đại đế càng là đứng tại đại điện bên ngoài, thần sắc phấn chấn. Long bào phía dưới, nắm đấm của hắn gắt gao nắm chặt. Thân là đại hạ hoàng đế, lấy được chính đạo thiên mệnh, cái này làm sao không để hắn cảm thấy vui sướng. Nhất là đối với mình tới nói. Dù sao mình đến vị sự tình, là cả đời chỗ bẩn, hắn cấp bách muốn hướng người trong thiên hạ chứng minh, mình mới là thích hợp nhất làm hoàng đế nếu không cũng không trở thành cả ngày lẫn đêm phê duyệt tấu chương, chăm lo quản lý. Như hôm nay mệnh chỗ hướng, đây là lớn nhất vinh quang. Oanh! Thiên khung phía trên, một vệt kim quang rớt xuống, hướng phía đại hạ thư viện dũng mãnh lao tới. Sau đó không có vào tô văn cảnh thể nội. Thiên mệnh lựa chọn tô văn cảnh. Một người đến một đạo thiên mệnh khí vận. Cái này, không thể tưởng tượng nổi đại hạ hoàng cung đại biểu đại hạ quốc vận một cái đại hạ cũng bất quá ba đạo thiên mệnh khí vận tô văn cảnh càng hợp đến một đạo lần này thiên mệnh đích đích xác xác chính là lựa chọn nho đạo tô văn cảnh chính là đại hạ nho đạo người nổi bật bây giờ đạt được thiên mệnh khí vận chỉ sợ không ra mấy ngày đem chân chính bước vào bán thánh cảnh a trong lúc nhất thời mọi người rung động dù sao đại hạ hoàng cung đạt được ba đạo thiên mệnh khí vận mang ý nghĩa đại hạ quốc vận thế nhân có thể tiếp nhận dù sao tam đại vương triều một trong về phần ba đạo tiến vào đại hạ thư viện bọn hắn cũng có thể tiếp nhận điều này đại biểu lấy là đại hạ người đọc sách nhưng tô văn cảnh đọc chiếm một đạo này làm người rung động oanh thiên khung phía trên đạo thứ hai thiên mệnh khí vận lần nữa rớt xuống hướng phía kinh đô phố xá sầm uất bên trong dũng mãnh lao tới tại trước mắt bao người đạo thứ hai thiên mệnh khí vận rơi vào một tướng mạo anh tuấn thần sắc nghiêm túc nam tử mặc áo xanh trên thân vô số ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hắn phần lớn người không biết đây là ai nhưng trong lòng tràn đầy rung động dù sao tô văn cảnh thân là chuẩn bán thánh thu hoạch được một đạo thiên mệnh gia trì trước mắt nam tử này nhìn cũng bất quá vừa mới ba mươi dáng vẻ coi như cực kỳ tuổi trẻ nhưng cũng có thể đạt được thiên mệnh gia trì cái này quá không tìm thường chỉ bất quá có ít người lại nhận ra người này tô hoài ngọc thế nào lại là hắn là tô hoài ngọc có chút thanh âm vang lên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đại hà kinh đô bên trong vẫn là có người biết hắn cũng không đám người suy nghĩ lúc đạo thứ ba thiên mệnh khí vận cũng rớt xuống kinh đô từ trên xuống dưới bao quát trong hoàng cung tất cả mọi người đang chăm chú bọn hắn lại một lần nữa hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái này đạo thứ ba thiên mệnh khí vận sẽ rơi xuống nơi nào? Oanh! Giờ khắc này, thiên mệnh khí vận rơi xuống. Hóa thành hoa sen vàng, hướng phía. Trấn quốc công phủ lao nhanh mà đi. Oanh! Trong chốc lát, thiên mệnh khí vận rơi xuống, tại vạn chúng chú một bên trong, rót vào bên cạnh trong nội viện. Cơ hồ là một nháy mắt. Kinh đô vô số người chấn kinh có một bộ phận người càng là lộ ra vẻ không thể tin bởi vì cái này bên cạnh viện chính là cố cẩm niên ở lại chỗ ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chính kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 29 Kinh Đô Sôi Trào Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đây không có khả năng Cuối cùng một đạo thiên mệnh khí vận Vì sao rơi vào cố gia Là cố cẩm niên sao Đây không có khả năng Một cái chỉ là hoàng khố Sao có thể có thể được thiên mệnh gia trì Tuyệt không có khả năng Tuyệt không có khả năng này Cố cẩm niên văn không thành võ chẳng phải Hắn cũng có thể lấy được thiên mệnh gia trì cơ hồ là trong chốc lát, trong kinh đô vang lên rất nhiều thanh âm. Ai có thể tưởng tượng đạt được? Đại hạ vương triều cuối cùng một đạo thiên mệnh khí vận, thế mà rơi hướng cố gia. Không chỉ như thế, còn cho cho cố cẩm niên. Cố cẩm niên là ai? Tại kinh đô phần lớn người trong mắt, đơn giản chính là một cái siêu cấp quyền quý, đầu thai kỹ thuật thiên hạ đệ nhất. Nhưng muốn nói võ đạo, cố cẩm niên không được, xuất thân võ tướng thế gia, cũng liền như thế muốn nói nho đạo kia cố cẩm niên càng không được đều đừng cầm kinh đô tài tử đến cùng cố cẩm niên so liền xem như đi một chút thâm sơn cùng cốc chi địa tìm mấy cái bạc tim người đọc sách cũng thắng qua cố cẩm niên mấy lần a à. dạng này người lại bị thiên mệnh chiếu cố bọn hắn như thế nào tán thành lại như thế nào tin tưởng nhưng sự thật lại là như thế để bọn hắn thật sự là mộng chỉ là ngay tại vô số ánh mắt rơi vào Cố gia lúc, bên cạnh viện ở trong, đại môn cũng tại thời khắc này mở ra. Một thân ảnh xuất hiện tại một chút trong mắt cường giả. Bọn hắn có được thần thông, có thiên lý nhãn, có thể thấy cảnh này, không che giấu được, chỉ bất quá khí tức cũng sẽ bị người khác cảm ứng được. Bình thường thời điểm, không người nào dám đem ánh mắt rơi vào Trấn Quốc công phủ, nhưng hôm nay khác biệt, thiên mệnh đều xuất hiện bọn hắn thật sự là nhìn không được quan sát, mà theo đại môn mở ra, bóng người xuất hiện, nương theo lấy tầng tầng kim sắc quang mang lộ ra như là thần để, đồng thời còn tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. là cố lão gia tử, Trấn Quốc công, thiên mệnh lựa chọn không phải cố cẩm niên, là Trấn quốc công. khá lắm, nguyên lai là Trấn quốc công a, à, kia không sao. thì ra là thế, lão phu liền nói cái này thiên mệnh sao có thể có thế lựa chọn cố cẩm niên cũng không đúng a à, lần này thiên mệnh không phải lựa chọn nho đạo sao làm sao bị cố lão gia tử đạt được rồi ai nói nhất định là nho đạo có lẽ lại lựa chọn võ đạo đây cũng không phải là là chuyện không thể nào nói mò nhất định là nho đạo a à, giờ khắc này đại hạ kinh đô tiếng người huyên náo vô số người sợ hãi tháng phục mà trong kinh đô quyền quý, lại từng cái nghị luận không ngớt, rất nhiều văn thần cao mày, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhưng tất cả mọi người sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là còn tốt không có lựa chọn cố cẩm niên. Lựa chọn cố cẩm niên, bọn hắn thật không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận. Thiên mệnh khí vận lựa chọn cố lão gia tử, bọn hắn có thể tiếp nhận, hợp tình hợp lý. Chỉ là đối văn thần tới nói, không hiểu ở giữa, bọn hắn có áp lực cực lớn cố lão gia tử chính là trấn quốc công võ tướng đứng đầu tại triều đình ở trong bản thân liền có cực lớn quyền uy cùng địa vị bây giờ càng là đạt được thiên mệnh khí vận gia trì tương lai triều đình chỉ sợ muốn càng thêm kịch liệt mà đối với một ít quyền quý tới nói cố lão gia tử xuất hiện để bọn hắn đã vui vẻ cũng tràn đầy lo lắng có một câu ngạn ngữ nói rất hay võ tướng cao nhất vinh quang chính là được ban cho chết một cái văn thần thanh danh của hắn siêu việt hoàng đế, đây không phải một chuyện xấu, ngược lại biểu tượng hiền thần thịnh thế. Nhưng nếu là một cái võ tướng, thanh danh của hắn siêu việt hoàng đế, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Võ tướng là chân chính nắm giữ binh quyền tồn tại, nếu tạo lên phản đến, đó chính là cực kỳ khủng bố một việc. Những này quyền quý vui vẻ là bởi vì cố lão gia tử đến thiên mệnh, bọn hắn cái này võ tướng tập đoàn chú định nâng cao một bước lo lắng chính là điểm này cố gia đã đến cực cao điểm hoàng đế không chèn ép cố gia là bởi vì rất nhiều lợi ích nhưng bây giờ toàn bộ đại hạ vương triều quốc vận cũng đành phải đến ba đạo thiên mệnh khí vận mà một cái cố gia lại có được một đạo thiên mệnh khí vận rất khó không khiến người ta phỏng đoán cái gì giờ này khắc này đại hạ hoàng cung vĩnh thịnh đại đế lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy ánh mắt của hắn, bình tĩnh như nước. Ánh mắt nhìn qua cố gia, lộ ra phá lệ trầm mặt. Không có ai biết vị này thiên tử đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết, hắn là vui là giận, cho dù là bên cạnh nhất tri kỷ thái giám, tại thời khắc này cũng khó có thể đoán được vị này đại hạ tôn quý nhất người, là thái độ gì. Có thể nói, cố lão gia tử đạt được thiên mệnh, đối với kinh đô bách tính tới nói, hợp tình hợp lý, thậm chí cảm thấy hưng phấn vui sướng nho có tô văn cảnh, võ có trấn quốc công. Văn võ song toàn, mà lại đại hạ cũng phải chính đạo thiên mệnh khí vận, nhất định cuộc khởi, đi về phía huy hoàng thịnh thế. Nhưng đối với rất nhiều văn thần võ tướng, quyền quý thế gia tới nói. Cố lão gia tử đạt được thiên mệnh, tràn đầy đủ loại biến số, để vốn là cuồng cuồng sống ngầm đại hạ triều đình, trở nên càng thêm đáng sợ. Dù sao sống cả mảnh liệt nước biển, kém xa tích tắp dấu dếm sát cơ bình hộ đáng sợ ta vì cố nguyên, đại hạ trấn quốc công, hôm nay đến thiên mệnh khí vận, một tạ thiên địa kính thần minh, hai tạ đại hạ tôn thiên tử, ba tạ thương sinh mở thái bình. Rất nhanh, cố lão gia tử thanh âm đột nhiên vang lên. Trung khí mười phần thanh âm, vang vọng toàn bộ đại hạ kinh đô. Hắn tiên triều thiên địa kính bái, sau đó hướng đại hạ quốc đều kính bái, cuối cùng hướng trung ương phương hướng kính bái. Kính thiên địa, kính thánh thượng, kính đại hạ con dân một phen nói giọt nước không lọt, đồng thời cũng hiển lộ rõ ràng thái độ của mình. Chỉ là lời này nói chuyện, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Văn võ bách tướng giống nhau trầm mặt không nói, bọn hắn tại trong nhà mình, nhìn qua đây hết thảy, hay là nghe được thanh âm, cũng không dám trả lời. Truyền trẩm ý chỉ, đại hạ trấn quốc công, tô văn cảnh, tô hoài ngọc, bên trên kính thiên địa, hạ hộ bách tính, cho nên đến thiên mệnh khí vận, quả thật đại hạ chi phúc ban thưởng trấn quốc công đất phong vạn mẫu, hoàng kim vạn lượng, 12 hồng ngọc đai lưng, đại hạ kim y, thêm cưỡi một ngựa, tăng về 2.000. Lại ban thưởng, đại nho tô văn cảnh, đại hạ kim lệnh một viên, có thế tự do xuất nhập hoàng cung, từ lễ bộ cường điều chế định đại hạ nho bào, ban thưởng văn chính, thanh lưu danh xưng phong văn học các đại học sĩ, ban thưởng tước bá vị, ruộng tốt vạn mẫu, hoàng kim vạn lượng, kỳ trân châu báu một số. Khác ban thưởng, hình bộ tô hoài ngọc đại hạ kim lệnh một viên, võ đạo cổ kinh ba quyển, các loại đan dược, ban thưởng huyền đăng ti phải phó chỉ huy sứ chức vụ, ruộng tốt vạn mẫu, hoàng kim vạn lượng, kỳ trân châu báu một số. Lần này, trẫm nguyện quân thần cùng hiền, lưu danh bách thế, hậu thế quan chi. Thanh âm vang lên. Đến từ đại hạ hoàng cung. Là vĩnh thịnh đại đế thanh âm. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, ban thưởng vàng bạc châu báu, thổ địa ruộng tốt, chủ yếu hơn chính là thêm cưỡi một ngựa, tăng vệ hai ngàn. Trấn quốc công xuất hành, bảy ngựa kéo xe. Thiên tử xuất hành, chín ngựa kéo xe. Hiện tại tăng lên một con ngựa, đây chính là khác họ vương đại ngộ, là gần với hoàng đế tối cao vinh quang, không có cái thứ hai. Mà lại tăng vệ hai ngàn, đại biểu cho có thể lại khuếch trương hai ngàn hộ vệ, tại kinh đô ở trong. Cái này gián tiếp tính đại biểu cho vô hạn tín nhiệm cùng tán thành lập tức. Từng đạo thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Chúc mừng Trấn Quốc Công. Chúc mừng Trấn Quốc Công. Đây là cả triều văn võ thanh âm, theo hoàng đế mở miệng, bọn hắn cũng nói theo vui. Nhưng không có một người là ngốc. Hoàng đế tâm tư đến cùng như thế nào, không có ai biết. Nói hoàng đế vui vẻ đi, khác họ vương đãi ngộ hoàn toàn không sai. Nhưng vấn đề là, cổ kim vãng lai có mấy cái khác họ vương có kết cục tốt nói không vui đi, tăng 2.000 về ý nghĩa ở đâu. Nếu như coi là thật đối cố gia sinh ra không vui, còn cho cố lão gia tử gia tăng 2.000 thiết kỵ. Cái này rõ ràng không có khả năng. Quân tâm khó dò, gần vui như gần cọp. Tại thời khắc này triệt triệt để để hiển lộ ra. Đa tạ bệ hạ. Lão thần khấu tạ. Lão thần nguyện vì đại hạ khai cương khoách thổ, vì bệ hạ quét ngang hết thảy, nguyện ta đại hạ, vạn thế bất hủ quốc công trong phủ cố lão gia tử thần sắc nghiêm túc hắn hướng phía hoàng cung phương hướng lễ bái xuống tới lộ ra cung cung kính kính đại hạ cũng không quỳ lạy lễ trừ phi là tế tự sự tình nếu không không cần quỳ lạy nhưng mà cố lão gia tử lại lễ bái xuống tới tại mọi người trong mắt đây là một loại khác biệt tín hiệu là chịu thua cũng là một loại tỏ thái độ lão phu đa tạ bệ hạ trừ đại hạ kim lệnh, còn lại hết thảy ban thưởng, lão phu nguyện đổi vàng bạc, quyên tặng cực khổ bách tính. Tô Văn Cảnh cho trả lời, hắn cự tuyệt những này phong thưởng, cái này tại trong mắt rất nhiều người cực kỳ hợp lý, dù sao hắn là chuẩn bán thánh, bây giờ đạt được thiên mệnh, chú định sẽ thành bán thánh. Những này vinh hoa phú quý trong mắt hắn, căn bản không coi là cái gì. Mà Tô Hoài Ngọc lại đứng ở nguyên địa, tự hồ còn có chút không có kịp phản ứng, cho nên không nói lời nào phu tử cao thượng vĩnh thịnh đại đế lên tiếng sau đó nhìn về phía trấn quốc công nơi ở lần nữa lên tiếng quốc công khách khí qua ít ngày hoa đăng tiết ngày vào cung gặp nhau trẫm cũng có chút sự tình muốn cùng quốc công hảo hảo nói chuyện hôm nay thiên mệnh hiển thế đại hạ đến chính đạo thiên mệnh quả thật khắp chốn mừng vui tuyên trẫm ý chỉ trừ giang nam sông hoài tây yến bắc kim lăng bốn phía cương tỉnh còn lại quần phủ miễn trừ nửa năm lương thuế còn nửa đại xá thiên hạ cùng dân cùng vui vĩnh thịnh hoàng đế thanh âm lại lần nữa vang lên có lẽ là thật tâm tình vô cùng tốt mới mở miệng liền miễn trừ nửa năm lương thuế đương nhiên chủ yếu địa khu không có miễn trừ nhằm vào đều là hơi đất nghèo khổ mà lại đại xá thiên hạ tại nho đạo học sinh trong mắt là một chuyện tốt bất quá rất nhanh kinh đô từ trên xuống dưới ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống trên người một người tô hoài ngọc trấn quốc công đạt được thiên mệnh khí vận mọi người kinh ngạc là kinh ngạc nhưng không có bất kỳ cái gì một tia ý nghĩ thậm chí cho rằng đây là ngoại ý liệu chuyện hợp tình hợp lý nhưng tô hoài ngọc không giống hắn mới vừa từ đại lao ra phần lớn người không biết hắn mà cho dù là người biết hắn cũng không dám tin tưởng gia hỏa này thế mà có thể được đến thiên mệnh khí vận. Mặc dù không biết thứ này đến cùng có tác dụng gì. Nhưng lão thiên gia cho đồ vật, có thể kém đến đi đâu. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu đem bàn tính đánh trên người Tô Hoài Ngọc, kinh đô từ trên xuống dưới, không ít quyền quý thế gia, trong nháy mắt lên lôi kéo suy nghĩ. Có thể nói, Tô Hoài Ngọc trong một chớp mắt, trở thành toàn bộ kinh đô nhất tịnh tể. Mà không đợi Tô Hoài Ngọc phản ứng cái gì, có người cũng đã chủ động tìm tới. Chỉ là giờ này khắc này, cố gia ở trong. Theo tất cả khí tức toàn bộ biến mất, cố lão gia từ lúc này mới chậm rãi trở lại trong phòng. Mà trong phòng, cố cẩm niên lại có chút không biết nên nói cái gì dáng vẻ. Hắn nhìn lấy mình gia gia, vừa định há mồm nói chuyện. Cố lão gia tử lại khẽ lắc đầu, ngay sau đó nhấc bút lên đến, tại trên tuyên chỉ viết xuống một hàng chữ hết thảy như cũ ít lời là hơn đặt bút về sau cố lão gia tử đem giấy tuyên cầm lấy đặt ở ánh nến phía trên trực tiếp thiêu hủy hắn một câu không nói vô hình bên trong lại nói rất nhiều nghe không được không sai đạo này thiên mệnh khí vận không có lựa chọn cố lão gia tử mà là lựa chọn cố cẩm niên lão gia tử nguyên bản tới chỉ là nhìn xem cố cẩm niên lại không nghĩ rằng thiên mệnh khí vận sẽ rơi trên người Cố Cẩm Niên. Cũng may chính là trong tích tắc, thiên mệnh khí vận dị tượng biến mất, toàn bộ nội liễm tại Cố Cẩm Niên thể nội. Mà lão gia tử cũng ngay đầu tiên phong bế Cố Cẩm Niên đang điền chi cảnh. Sau đó lấy hùng hậu võ đạo chân khí, diễn hóa thành kim sắc quang mang. Người ở bên ngoài xem ra, thiên mệnh khí vận lựa chọn là hắn, mà không phải Cố Cẩm Niên. Thiên mệnh khí vận cũng không phải là nói có thể để cho người ta trong nháy mắt thoát thai hoán cốt, từ ở bề ngoài đến xem, không có bất kỳ biến hóa nào. Về phần đến cùng có thay đổi gì, không người biết được. Cố Cẩm Niên cũng không rõ ràng. Bởi vì tiến vào thể nội thiên mệnh khí vận, trực tiếp bị cổ thụ nuốt chửng lấy. Dẫn đến Cố Cẩm Niên nhìn càng thêm phổ thông. Chỉ bất quá, Cố Cẩm Niên ngay từ đầu không hiểu, gia gia mình vì sao làm như thế. Nhưng bây giờ, Cố Cẩm Niên dần dần có chút minh bạch. 50 đạo thiên mệnh khí vận, đại biểu cho thiên địa ý chí. Mình chiếm cứ 50 điểm một trong. Nếu rơi vào tay người khác biết, cho dù mình là Trấn Quốc Công Tôn Nhi, chỉ sợ cũng muốn đứng trước nguy hiểm to lớn. Gia gia mình là tại bảo vệ chính mình. Thà rằng trước lấy một chút phiền toái. Cho nên, Cố Cẩm Niên lựa chọn nằm miệng. Trầm mặc không nói, tiếp tục cầm sách lên tịch quan sát văn chương. Phân phó thiện phòng chuẩn bị thịnh yến, mở cửa đón khách. Rất nhanh, cố lão gia tử cởi mở thanh âm vang lên. Trước đó nghiêm túc cùng trầm mặt biến mất, thay vào đó là đắc ý cùng vui vẻ. Phải lớn bày yến hội. Bỏ đi hết thảy không để lại suy đoán. Trong kinh đô. Dương phủ. Một trên đầu cuốn lấy tổn thương bày lão giả, lặng lặng nhìn qua tây nam phương hướng, kia là trấn quốc công phủ phương hướng xảy ra đại sự. Thì thào tiếng vang lên, dương khai ánh mắt, lộ ra phức tạp. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Nhìn không thấy tử cục Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thần Châu Đại Lục Theo thiên mệnh khí vận xuất hiện, dẫn tới đại thế chú mục các loại thế lực đều nhìn về phía thiên khung. Chỉ là đại hạ, liền thu hoạch chín đạo thiên mệnh khí vận, làm cho người hâm mộ. Bất quá thiên mệnh khí vận tổng cộng có 50 đạo. Còn có còn lại 41 đạo, vẫn như cũ dẫn tới chú mục. Oanh! Có ba đạo thiên mệnh khí vận, hướng phía phù la vương triệu dũng mảnh lao tới, một đạo chui vào trong hoàng cung, tăng cường quốc vận. Một quy tắc chui vào phù la thư viện bên trong, còn có một đạo, thì chui vào một bóng người bên trong, mà người này chính là Tô Văn Cảnh huynh trưởng, Tô Trường Vân thể nội. Đối mặt cảnh tượng như vậy, toàn bộ phù la vương triều trên dưới cũng không có quá lớn vui sướng. Bởi vì đại hạ vương triều độc chiếm chính đạo thiên mệnh khí vận, mà đường đường phù la vương triều lại vẹn vẹn chỉ thu hoạch được ba đạo, vậy làm sao có thể để trên dưới chịu phục? Chỉ là, thiên mệnh khí vận không quan tâm phù la vương triều tâm tình như thế nào, còn lại 38 đạo khí vận, lại một lần nữa ngưng tụ ra lục đạo thiên mệnh khí vận tràn vào đại kim vương triều cảnh tượng này làm cho người tắt lưỡi đại kim vương triều chính là đông hoang cảnh mạnh nhất vương triều cho dù là đại hạ vương triều cùng phù la vương triều liên thủ cũng thắng không nổi đại kim vương triều đương nhiên đại kim vương triều nếu là muốn chiếm đoạt đại hạ vương triều cùng phù la vương triều cũng là chuyện không thể nào giá quá lớn không có ý nghĩa quá lớn mà khiến thế nhân tắt lưỡi nguyên nhân chủ yếu thì là đại kim vương triều vẽn vẹn chỉ là thu hoạch được lục đạo thiên mệnh khí vận mà đại hạ cũng thu hoạch được chính đạo thiên mệnh khí vận đây có phải hay không mang ý nghĩa đại hạ vương triều tương lai đem vô cùng có khả năng thủ tiêu đại kim vương triều dù sao đại hạ vương triều mới vừa vặn lập quốc mà đại kim vương triều sắp lập quốc ngàn năm giữa hai bên có cực lớn khác nhau làm sao không để cho người ta loạn thêm phỏng đoán mà còn thừa 33 đạo thiên mệnh khí vận, thì tứ tán tách rời, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tiên Phật võ yêu thuật kiếm, giống nhau thu hoạch được một đạo thiên mệnh. Dẫn tới một trận nhiệt nghị. Vì sao tiên môn cũng có thể lấy được thiên mệnh khí vận? Lần này thiên mệnh không phải nho đạo sao? Phật môn cũng lấy được thiên mệnh khí vận. Đây là có chuyện gì? Tiếng chất vấn trong nháy mắt vang lên, không ai có thể nghĩ đến thiên mệnh khí vận thế mà còn có tiên Phật phần. Theo lý thuyết lần này thiên mệnh lựa chọn nho đạo, kia nên là nho đạo thu hoạch A. Mọi người không hiểu. tràn đầy hiếu kỳ. Còn không đợi đám người nghi hoặc, chỉ còn lại 27 đạo thiên mệnh, chia ra làm ba. 8 đạo, 18 đạo, cùng đơn độc một đạo. 8 đạo thiên mệnh, hướng phía nam tây hai nơi cảnh nội bay đi, chui vào 8 người thể nội. Về phần nhiều nhất 18 đạo thiên mệnh, thì tràn vào Trung Châu cảnh nội. Dẫn tới sóng to gió lớn. Dù sao Trung Châu Vương triều một hơi thu hoạch được 18 đạo thiên mệnh khí vận, là đại hạ vương triều gấp 2, thậm chí là đông hoang tam đại vương triều tổng cộng. Cái này làm sao không làm cho người kinh ngạc? Thiên mệnh khí vận không thể cân nhắc đối phương phải chăng cường đại, nhưng số lượng có thể quyết định hết thảy, đến thiên mệnh người, tương lai tất rất có tiền đồ. Trung Châu Vương Triều, độc tài 12 đạo thiên mệnh khí vận, còn lại lục đạo thiên mệnh khí vận, thì là tản mát tại trong Vương Triều 6 người. Giờ khắc này, vô số ánh mắt toàn bộ gắt gao nhìn chầm chầm cuối cùng một đạo thiên mệnh. Không ai biết thiên mệnh khí vận tác dụng là cái gì. Chí ít loại tình huống này chưa bao giờ thấy qua. Nhưng thử hỏi một chút, ai không muốn có được đạo này thiên mệnh khí vận, cho dù là một đạo, bọn hắn cũng nguyện ý. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là thiên khung phía trên sau cùng một đạo thiên mệnh khí vận nhưng không có chui vào bất luận cái gì một chỗ ngược lại hóa thành một ngôi sao trôi nổi tại thiên khung phía trên chuyện này là sao nữa vì sao cuối cùng một đạo thiên mệnh khí vận hóa thành tinh thần chưa bao giờ nghe thấy cổ kim vãn lai cũng không từng phát sinh qua loại chuyện này à mọi người nghi hoặc nhưng lại không biết nên nói cái gì đối đại đa số người tới nói, thiên mệnh quá mức mơ hồ, khó mà cân nhắc. Bất quá cùng lúc đó. Cố gia bên trong. Bên cạnh trong nội viện. Cố Cẩm Niên đem một quyển sách chậm rãi buông xuống. Lại đọc xong một quyển sách. Cố Cẩm Niên tinh tế cảm ngộ trong sách đạo lý. Hắn không có đi quan tâm ngoại giới thanh âm, cũng không cần thiết đi quan tâm chuyện bên ngoài. Theo từng sợi tài hoa bị cổ thụ hấp thu. Một trái, cũng thuần thế trưởng thành, ngưng tụ tại cổ thụ phía trên. Đây là nho đạo trái cây. Đã thành thục, mặc dù không phải nhất viên mãn thành thục, nhưng có thể hái. Cố Cẩm Niên tạm thời không có hái xuống tới. Khoảng cách đại hạ thư viện khai giảng, còn có 10 ngày tả hữu, cái này 10 ngày đi học cho giỏi, còn có thể tăng thêm bộ phận. Đem sách buông xuống. Cố Cẩm Niên nhìn qua ngoài cửa sổ, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Hắn không muốn đi liên lụy chuyện ngoại giới, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, để hắn không thể không sinh ra các loại ý nghĩ. Đại đạo 50, thứ nhất động diễn. Nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, Cố Cẩm Niên trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó không khỏi lên chút lo lắng. Thiên mệnh hóa thành 50 đạo khí vận, phân tán giữa thiên địa, gia trì vương triều, gia trì người. Cố Cẩm Niên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, chuyện hôm nay qua đi, toàn bộ thần châu đại lục đều muốn bởi vậy sôi trào. Đến lúc đó đơn giản sinh ra hai đại phe phái. Đi theo phe phái cùng cướp đoạt phe phái. Lợi và hại cân nhắc phía dưới, có người muốn đi theo thiên mệnh người, theo ở phía sau phất cờ hò reo. Nhưng cũng có người muốn cướp đoạt thiên mệnh khí vận, mặc dù không biết có thể hay không cướp đoạt, nhưng trên thế giới này tuyệt không khuyết thiếu nội tâm âm u người. Nói câu khó nghe chút, cho dù là không cách nào cướp đoạt, cũng không cho ngươi tốt hơn. Lòng dạ nhỏ mọi người, cũng không ít. Cái này mang ý nghĩa, tại không có nhất định thực lực tình huống dưới, đạt được thiên mệnh khí vận, cũng không phải là một chuyện tốt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Gia gia mình ngay đầu tiên giúp mình thay thế xuống tới, nghĩ đến cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trong đó hung hiểm, mình khó mà cân nhắc, nhưng gia gia mình tuyệt đối biết được. Nhưng bây giờ gia gia mình thay thế xuống tới, cũng không phải một chuyện tốt. Cố gia đã quá lớn. Trấn Quốc Công, Lâm Dương Hầu, mấy cái thúc thúc càng là thân có chức vị quan trọng, lại thêm những cái kia đường tỷ đường mùi, một cái sau một cái mạnh. Đều là nhân Trung Long Phượng. Từ xưa đến nay, Hoàng đế đa nghi, trong mắt bọn hắn chỉ có quyền lực vĩnh viễn là vị thứ nhất. Bất luận kẻ nào muốn nhúng chàm hoàng quyền, hay là uy hiếp được hoàng quyền, chính là hắn duy nhất địch nhân cũng không cần nói ngoại thích công thần. Liền xem như con của mình, dám can đảm nhúng chạm mình hoàng quyền, đều phải chết. Ngoại trừ cực ít bộ phận lấy nhân làm chủ hoàng đế, đại bộ phận đều là như vậy. Nếu như đọc thuộc lòng lịch sử, có thể đạt được một cái kết luận. Không đem hoàng đế thần hóa, bọn hắn chính là phổ phổ thông thông người, chỉ bất quá so với người bình thường muốn vô tình thôi. Bọn hắn có sợ hãi, cũng sợ hãi mà cố gia hiện tại liền ở vào trạng thái này cố gia vô luận là thanh danh vẫn là địa vị tại đại hạ vương triều tới được đỉnh phong bây giờ tức thì bị thiên mệnh gia trì tại hoàng đế trong mắt đây có phải hay không là mang ý nghĩa cố gia bị thượng thiên tán thành thiên địa quân thân sư thiên địa tại hoàng đế phía trên đây là người trong thiên hạ chung nhận thức thay lời khác tới nói nếu như cố gia tương lai thật tạo phản lấy một câu thiên mệnh gia trì cái này thật đúng là không ai dám nói cái gì. Cố gia bản thân liền gia đại nghiệp đại, hiện nay đến này thiên mệnh, chỉ sợ muốn đưa tới các loại phiền toái. Đây mới là cố cẩm niên chân chính lo lắng địa phương. Nhưng như vậy lo lắng, để cố cẩm niên nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì, địa vị quyết định hết thảy. Mình là đại hạ thứ nhất quyền quý. Nhưng mình cũng không có từ chính, cũng không có thân cư yếu chức càng không có bất kỳ quyền lực gì người trong thiên hạ lễ nhượng mình ba phần là bởi vì cố gia cũng không phải là bởi vì tự thân đây cũng không phải là có muốn hay không pháp đơn giản như vậy mà là vấn đề thân phận tin tức vấn đề trên triều đình sự tình mình không biết bệ hạ thái độ mình cũng không biết chỉ gặp qua một mặt sao có thể có thể biết vĩnh thịnh hoàng đế là cái gì người mặc dù mình ý nghĩ đều là xấu nhất dự định, nhưng nơi này là kinh đô, đối mặt người là hoàng đế, làm bất cứ chuyện gì, đều nhất định muốn dùng dự tính xấu nhất đi cân nhắc. Bởi vì ngươi không đánh cược nổi. Ngươi có thể thắng một vạn lần, nhưng hoàng đế chỉ cần thắng một lần là được. Một lần, cũng đủ để cho cố gia trong nháy mắt tan rã. Đến lúc đó, chính là gia đạo sa sút chém đầu cả nhà, hay là xung quân biên cương. Đãi rác mấy chữ nhìn như đơn giản, nhưng trong đó khổ sở, cố cẩm niên rất rõ ràng. Vô luận là chém đầu cả nhà vẫn là xung quân biên cương, đều làm người tuyệt vọng. Trầm mặt. Yên tĩnh. Cố cẩm niên tâm phiền ý loạn, thân là cố gia trưởng tôn, tự nhiên muốn ra một phần lực. Chỉ là thân phận cảm giác bị thất bại để cố cẩm niên cảm thấy thật sâu bất lực. Rất nhiều chuyện, hắn có thể phỏng đoán đến, nhưng lại bất lực, loại cảm giác này nhất là tuyệt vọng ngẫm lại xem, có rất nhiều người luôn cảm giác mình xuyên qua đến cổ đại, văn có thể đến tể tướng, võ có thể đến phong vương. Nhưng trên thực tế đâu? Nếu như không cho một cái thân phận, vô cùng có khả năng chết đói đầu đường, hoặc là khốn cùng cả đời. Như thế, sau nửa canh giờ, rốt cục, cố cẩm niên thở ra thật dài khẩu khí, ánh mắt phức tạp, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sự tình đã phát sinh, đây là không thể nghịch chuyển. Gia Gia mình thay thế việc này, như vậy mình nhất định phải điều thấp, gắt gao giữ vững bí mật này. Tối thiểu nhất tại thực lực mình không có triệt để trưởng thành trước đó, không thể bạo lộ ra. Nếu không chính là cô phụ Gia Gia mình một phen khổ tâm. Còn nữa, Gia Gia mình dám làm như vậy, cũng nhất định có chút niềm tin, dù sao mình Gia Gia thâm niên đã cao, hoàng đế còn tại thế, còn chưa tới thời khắc mấu chốt. Bây giờ Đông Hoang Tam Đại Vương Triều, Đại Hạ vừa mới lập quốc, còn cần cố lão gia tử còn có thời gian chờ đợi mình trưởng thành còn nữa đây hết thảy đều là mình suy nghĩ lung tung dự tính xấu nhất thôi vạn nhất mình cả nghĩ quá rồi đâu nhưng chân chính để cố cẩm niên bình phục lại tâm tình chính là cố cẩm niên nghĩ đến phá cục chi pháp nho đạo đúng thế chỉ có nho đạo mới có thể tự cứu thiên mệnh khí vận lựa chọn nho đạo tương lai nho đạo sẽ không có gì sánh kịp hưng thịnh người đọc sách địa vị không chỉ là tại đại hạ đạt được đề cao tại toàn bộ thần châu đại lục người đọc sách địa vị đều đem đạt được to lớn tăng lên võ tướng bị tru công cao chấn chủ nhưng nho đạo không giống người đọc sách cũng không giống đây là thiên mệnh chi tuyển liền xem như thi hành bá đạo hoàng đế cũng muốn cân nhắc một chút trừ phi là hôn quân nếu như quả nhiên là hôn quân Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cùng lắm thì liền vạch mặt. Cố Cẩm Niên cũng không phải loại kia cổ hủ người đọc sách, cái gì quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cho ngươi làm việc, ngươi nếu là đoán cái này đoán vậy, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi bất nhân. Mà hết thảy này hết thảy, đều xây dựng ở mình trở thành đại nho, thậm chí là bán thánh. Nếu như mình có thể thành đại nho, nhưng Bảo An tự thân nếu là mình trở thành bán thánh, cố gia trong vòng trăm năm, tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Giờ này khắc này. Cố cẩm niên ánh mắt lộ ra tinh mang. Trước đó hắn đọc sách, là bởi vì nghĩ đến tham chính, đọc sách nhập sĩ, mượn nhờ gia tộc quan hệ, leo lên trên triều đình. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tăng thêm một tầng tự vệ. Nghĩ tới đây. Cố cẩm niên cũng không nói nhảm, một lần nữa xuất ra một quyển sách, bắt đầu chăm chú đọc. Có một số việc mình không quản được, cũng không thể đi tham dự. Như thế, trong nháy mắt, chính là đêm khuya. Hôm nay, Cố gia hoàn toàn ở vào vui mừng trạng thái, văn võ bá quan toàn đến chúc mừng. Cho dù là quan hệ cứng rắn văn thần, cũng phải tới gia đình đưa tới hạ lễ. Có thể nói là đông như trảy hội. Mãi cho đến đêm khuya thời điểm, Cố gia cũng thoáng an tỉnh lại giờ này khắc này quốc công phủ trong hành lang cố thiên chu thân ảnh chậm rãi xuất hiện tấu chương xong ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả